Kim Hồng Tông Kim Hồng Tông nguyên anh lão tộc Kim Chư chính giữa cùng một vị tướng mạo nho nhã chung nên tu sĩ nói chuyện với nhau. Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn vuông trưng bày hai ngọn nóng hôi hổi linh trà, nho nhã tu sĩ không ngừng uống trà. Đề miệng tán thưởng, Kim Chiêu nhưng thủy trung không có uống trà, khẽ nào. Kim đạo hữu có cái gì sầu lo? Nho nhã tu sĩ lộ ra mỉm cười, Kim Chiêu cười khổ một tiếng, Tây môn đạo hữu a, vô luận như thế nào, Vũ Hoa Thiên Cung cũng là cấp 5 tu chân tông môn, mà ta kim hồng tông lại chỉ là cấp bốn tu chân tông môn mà thôi. Ta kim hồng tông có tài đức gì, dám có thay thế vũ hóa thiên cung chi tâm? thượng tông muốn ta nhất thống bắc hàng, ta không nói hai lời, lập tức nhấc lên chính ma đại chiến. nhưng thượng tông muốn ta thay thế vũ hóa thiên cung, tha thứ ta nói thẳng, có chút độ khó. nho nhác tu sĩ chính là hạo nhiên kiếm tông tây môn trường thanh, hắn mỉm cười nói, kim đạo hữu lại thoải mái tinh thần chính là thượng tông chỉ là cần một tầng ngoài định mức bảo hiểm mà thôi. Vũ Hóa Thiên Cung cuối cùng có một vị hóa thần đại tu từng bị Thượng Tông trấn sát, khó nói phải trang lòng ma hận ý. Bây giờ Hám Thiên Thần Tông dục dịch, Thương Huyền Tinh khoảng cách Hám Thiên Thần Tông huyết hà tinh gần nhất, khó tranh khỏi trở thành cái thứ nhất mục tiêu công kích, như Vũ Hóa Thiên Cung cùng Hám Thiên Thần Tông ám thông xã giao, hẳn là muốn để toàn bộ Thương Huyền Tinh tu sĩ đều lâm vào đại nạn bên trong. Loại việc này, Kim Đạo Hữu có lẽ so ta rõ ràng hơn. Kim Chiêu Than nhẹ gật đầu, Luân Hồi Thần Giáo cùng Hám Thiên Thần Tông giao thủ, đó là thần tiên đánh nhau bọn hắn những cái này tiểu lâu lâu chỉ có nghe cho bên trên mệnh phần một khi thương huyền tinh hộ tinh đại trận có biến tương huyền nhất định sinh linh đổ thán ai cũng trốn không thoát trận này liên quan tê môn trưởng thanh tiếp tục nói như vũ hóa thiên cung đảo hướng hám thiên thần tông ngươi kim hồng tông là sẽ trở thành thượng tông đóng giữ thương huyền tinh đệ nhất tông môn thượng tông sẽ tận toàn lực giúp ngươi bước vào hóa thần kỳ từ nay về sau kim hồng tông là sẽ trở thành cấp năm tu chân tông môn như dự thật chứng minh vũ hoa thiên cung cùng hám thiên thần tông cũng không liên quan ngươi kim hồng tông hoàn thành thượng tông nhiệm vụ nhất thống bắc hàn liền cũng có thể thu được đại lượng bảo vật ngợi khen cớ sao mà không làm đây kim chiêu bị nói đến trong lòng đại động liên tục gật đầu nếu như thế kim mỗ tất định là thượng tông tận tâm tận lực hắn hướng bầu trời chắp tay cùng kinh nói tây môn trường thanh mỉm cười liền đúng rồi đúng rồi chớ có gọi ngoại nhân biết được ta hạo nhiên kiếm tông cùng quý tông có liên quan kim chiêu gật đầu cái ta này tự nhiên biết nếu như vũ hóa thiên cung không có phản bội thượng tông mà kim hồng tông cùng hạo nhiên kiếm tông vụng trộm tiếp xúc còn được đến hạo nhiên kiếm tông quà tặng sự tình truyền ra ngoài cái kia đối kim hồng tông cũng không phải chuyện gì tốt liền tương đương với sau lưng chính mình lão bản cùng nhà cách vách lão bản riêng tư gặp ai biết có phải hay không muốn đổi nề tây môn trường thanh lưu lại một cái cực phẩm túi chữ vật ở trong đó liền là ta hạo nhiên kiếm tông dâng lên tông mệnh lệnh làm kim hồng tông cung cấp tài nguyên hắn mỉm cười nói đồ vật đã đưa đến ta liền cáo từ nói sau hắn thò tay một phòng liền trực tiếp biến khuôn mặt kim trương y hoặc Tê môn đạo hữu không ở lại ta kim hồng tông Tê môn trường thanh cười ha ha một tiếng ta bận bị tu luyện nếu không tông chủ biết được ta cùng kim đạo hữu từng có một chút giao tình cô ý phái ta tới ta còn đang bế quan tu luyện kim chiêu gật đầu Tê môn đạo hữu bảo trọng bảo trọng tây môn trường thanh ngợt gật đầu nhanh chóng rời đi hắn nhìn sau lưng kim hồng tông hơi hơi lắc đầu Thương Huyền chắc chắn trở thành luân hồi thần giáo cùng hám thiên thần tông đệ nhất chiến trường. Lưu tại nơi này chẳng phải là tự tìm cái chết, ta cũng sẽ không lưu lại. Trong đầu Tây môn trường thanh hiện lên Kim Chiêu vừa mới thang như lời nói, cười nhẹ lắc đầu. Hắn một đường thẳng đến Trung Châu mà đi, ở vào Thương Huyền tinh các ngươi truyền tống trận đều chỉ có thể tiến về phía trước tòa kia hiểm cấp vực ngoại chiến trận, cho sau mới có thể thông qua bên trong chiến trường vực ngoại chuyển tiến về cái khác tu chân tinh thần. Thế nhưng tòa hiểm cấp vực ngoại chiến trận sụp đổ phía sau, tác nơi truyền tống trận cũng liền đều mất đi tác dụng, chỉ có vũ hóa thiên cung còn nắm giữ một tòa tiến về hung cốc vực ngoại chiến trận truyền tống trận. tê môn trường thanh lúc trước chính là dịch dung đổi mặt, hai lần trung chuyển mới từ mở thần tinh đi tới thương huyền tinh, ra vào tòa này truyền tống trận, đại bộ phận đều là hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần tay cầm luân hồi thân giáo tiện bài, vũ hóa thiên cung không dám tra rõ thân phận. tê môn trường thanh liền bình yên vô sự bước vào truyền tống trận, triệt để rời đi thương huyền tinh, hải lam tinh một mảnh phía trên đại dương sở huyền bỗng nhiên đứng dậy thân xác vừa ý cuối cùng tu luyện tới nguyên anh tầng 4. hắn thân thể thoáng qua trong chớp mắt liền xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài tốc độ nhanh đến kinh người cúi đầu xem xét những nơi đi qua mặt biển đúng là đã kết thành thật dày băng xương có chút cá biển đều bị đông tại trong đó sinh động như thật bây giờ rõ ràng là chó trang mùa hè mặt biển có thể trong khoảnh khắc kết băng có thể thấy được một chiêu này cừ hãn cái này băng tinh thần quang động cũng thật là không tệ không chỉ tốc độ bay cực nhanh. Còn có loại này hàn khí, có thể giảm tốc độ địch nhân, xứng đáng là cùng huyền thiên băng phách thần quyền xứng đôi bộ động thuật. Sở huyền vừa ý vật đầu, hắn nhìn về phía trước hải dương minh mông, hai tay đột nhiên một náng, băng linh lực phun ra ngoài, tâm niệm chỉ hướng, một cái vuông vức to lớn trụ băng đột nhiên từ dưới mặt biển ngương kết, xông thẳng tới chân trời, âm âm nồng mạnh, hướng về bốn phương tám hướng kích động ra, sở huyền thò tay một nắm, giang rác một tiếng, trụ băng liền đột nhiên nổ bề ra tới, Nổ thành thấu trời vụn băng, những cái này vụn băng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc liền đen chung quanh mảng lớn mặt biển đông kết, Sở Huyền thần sắc tán thường chiêu này băng thần trụ cũng rất là không tệ, đầu tiên là tự nhiên gọi ra một đạo to lớn trụ băng, trụ băng còn có thể nổ bề ra tới, bao trùm một mảnh cực lớn phạm vi, thoải mái nhìn ép Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nếu là lại tiêu hao Nguyên Anh tinh túi tăng cường băng thần trụ uy lực, lực áp Nguyên Anh tầng 4, tầng 5 tu sĩ cũng không khó khăn. Sở Huyền tâm niệm vừa động, một cái toàn thân đen kỳ lựa lờ tơ máu xích bỗng nhiên xuất hiện sát hồn tuệ không theo sát lấy hiển hiện xích đột nhiên quất xuống mảng lớn đại dương liền trống không tan biến mất trong nước sinh linh càng là ngay tại chỗ bị tỏa liên đánh nát thân thể hóa thành vô số mảnh vụn đây chính là luyện vào đại lượng huyết oán hắc cương phẩm cấp một đường vẫy tăng đến pháp bảo thượng phòng sát hồn sách sở huyền thò tay một chiêu một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay nồng đậm hàn xương tràn lập ra trong chớp mắt bao trùm mặt biển lại có hai chiếc cự nỏ hiện thân băng xương cung tên tự mình ngưng kết chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liên sẽ đem địch nhân bắn thành lỗ thủng sở huyền lộ ra hiện nụ cười hài lòng hắn bây giờ thủ đoạn đã rất nhiều linh lực pháp thuật tiến công có băng thần trụ truy kích bỏ chạy có băng tinh thần quang độn thần thức bì pháp tiến công có tê thiên hàn thủ đại thôn vệ trừ phòng ngự có tam trọng chân thuẫn luyện thể võ kỹ tiến công có đại diệt lôi quyền về phần pháp bảo còn có sát hồn sách đống nhật nỏ cùng âm xương bình bên cạnh đó còn có hai đầu quỷ vương một đầu thi vương có rất ít nguyên anh tu sĩ có thể như hắn nhiều như vậy phương diện phát triển không có chút nào nhược điểm bất luận kẻ nào muốn nhằm vào hắn nhược điểm động thủ đều có thể nói là tự rước lấy nhục luyện luyện từng bước huyền biến thành hình sáu cạnh chiến sĩ sở huyền chép miệng một cái lộ ra nụ cười hắn như có điều suy nghĩ kim hồng tông bây giờ động tĩnh càng ngày càng thường xuyên chắc là muốn nhấc lên chính ma đại chiến a vạn hồn tông thực lực yếu đuối xác suất lớn sẽ trở thành chính đạo tông môn mục tiêu thứ nhất ta chỉ muốn tu luyện chớ có tới quấy nhiễu ta thanh tịnh a sau một tháng kim hồng tông hôm nay chính vào kim hồng tông nguyên anh lão tổ kim chiêu 800 tuổi sinh nhật bởi vậy bố trí yến hội rộng rãi mời đồng đạo kim hồng tông là bắc hàn người đứng đầu chính đạo kim chiêu càng là bắc hàn nguyên anh tu sĩ bên trong thành danh đã lâu cao thủ hàn 800 tuổi đại thọ tự nhiên còn nhiều tu sĩ tới trước hạ lễ toàn bộ bắc hàn tức chừng có 2 phần ba nguyên anh kim đan tu sĩ đều đi tới kim hồng tông kim hồng tông trên dưới đều bao phủ tại sung sướng không khí náng nhiệt bên trong, tráng lệ trong đại điện. Bây giờ cường giả tập hợp, kim hồng tông nguyên anh lão tổ kim chiêu cao cư thủ vị. Bên cạnh còn có lăng tiêu tông, thì xuân tông năm người đại tông môn năm vị nguyên anh lão tổ. Xuống chút nữa, thì là bắc hàn tu tiên giới một đám kim đan tu sĩ. Những cái này kim đan tu sĩ dựa theo mỗi người tông môn phân ngồi, có thể nói nhân tài đông đúc. Trên ghế tràn đầy rượu hoang món hoang, các tu sĩ ăn uống linh đình, được không khoái hoạt. Bất quá còn có ba cái vị trí trống không ba cái kia vị trí vốn nên là vũ quốc tam tông nguyên anh lão tổ vị trí thế nhưng ba vị đều không có tới các tu sĩ cũng giả bộ như nhỉ không tới đồng dạng tự mình trò chuyện với nhau Kim chưa nhìn quanh một vòng bỗng nhiên cho nguyên dương môn giả anh lão tổ liếc mắt ra hiệu cái kia giả anh tu sĩ thấm ngần mọi ý lập tức đứng dậy chỉ vào ba cái kia gây trống lớn tiếng kêu lên cái này vũ quốc tam tông nguyên anh tu sĩ là có ý gì kim tiền bối 800 tuổi đại thọ Bọn hắn rõ ràng tới cũng không tới. Nói xong lời này, lập tức liền có người phụ họa. Đúng vậy a, à, một chút cũng không đen kim lão tổ để vào mắt. Không đem chúng ta tu sĩ chính đạo để vào mắt, cái kia vũ quốc tam ma trên tay dính bao nhiêu nhân mạng, bọn hắn nào dám tới. Ồ, muốn ta nói. Lần này kim lão tổ đại thọ liền không nên mời bọn hắn, chúng ta tu sĩ chính đạo há có thể cùng ma đạo tu sĩ làm bạn. Nhất thời ở giữa, trong đại điện tràn đầy lòng đầy cam phẫn âm thanh, phảng phất là sớm kế hoạch tốt đồng dạng. Kim chiêu kích động linh lực, hét lớn một tiếng. Tiên lặng. Nguyên anh đại tu khí tức truyền khắp toàn trường, sao động không khí vậy mới hơi an tĩnh lại. Cái kia già anh tu sĩ phù phù một tiếng quỳ xuống, đi vẫn đan sen. Kim tiền bối, ngươi nhưng muốn làm ta nguyên dương môn làm chủ, cái kia vũ quốc tam ma tông coi là thật đáng giận tột cùng. Tam nguyên dương môn chỉ có hai vị tư chất thượng giai đệ tử đều chết tại âm hồn sơn mạch. Kim chiêu cả kinh nói, cái gì? Lại có chuyện như thế? Già anh tu sĩ cả giận nói như kim tiền bối không thể vì ta nguyên dương môn làm chủ ta mã tổ nhật liền chính mình giết vào âm hồ sơn mạch diệt cái kia vạn hồn tông nói lấy hắn làng bộ liền muốn xông ra ngoài đi lang tiêu tông nguyên anh lão tổ lang túc lập tức đứng dậy trang nghiêm nói lão mã chớ có lỗ mãng ngươi một người một môn một mình mạo hiểm không phải vũ quốc tam tông đối thủ thì sơn tông nguyên anh lão tổ la hoa chỉ liền nói ngay cái này vạn hồn tông thật tốt hung tàn lần trước xính ma đại chiến phía sau chúng ta nhớ tới thượng thiên có đức hiếu sinh thả bọn họ một con đường sống, để bọn hắn chớ có lại đi ma đạo, không nghĩ tới. Vừa mới qua đi trăm năm thời gian, bọn hắn lại ngày càng táo tợn, không chỉ tàn ngược phàm nhân, còn làm hại không ít tu sĩ chính đạo. La Hoa nhìn về phía Kim Chiêu, ta nghe nói Kim Đạo hữu tọa hạ vị kia tiêu thiên kiêu, cũng là chết tại âm hồn sơn mạch. Kim Chiêu hốc mắt nổi sương mù, đúng vậy, lúc trước ta vốn nổi giận đùng đùng, muốn giết vào âm hồn sơn mạch, nhưng nghĩ đến oan oan tương báo khi nào, cuối cùng vẫn bu xuống cừu hận, thật không nghĩ đến. Vũ Quốc Tam Ma Tông lại như vậy hung tàn thô bạo, lại làm hại Nguyên Dương môn tu sĩ, hiển nhiên là không biết hối cải. Kim Chiêu nắm chắc tay vịn, mắt đỏ rực, Mã Tổng Nhật hét lớn, mời Kim Tiền Bối hạ lệnh a. Ta Nguyên Dương môn nguyện làm tiên phong, giết vào Vũ Quốc, diệt Tam Ma Tông, đưa ta Bắc Hàn tu tiên giới một cái trong suốt sạch sẽ thiên địa. Nói xong, hắn nửa quỳ xuống tới, đàng đàng sắc khí. Nguyên Dương môn còn lại hai tên Kim Đan tu sĩ cũng quỳ theo phía dưới. Thần sắc kiên định, ba ba ba. Thời gian trong nháy mắt, lại có số lớn tu sĩ nửa quỳ xuống tới. Mời kim lão tổ hạ lệnh, tiến đánh tam ma tông. Tông thanh tựa như lôi mình. Chấn động hoàn vũ, lăng túc, la hoa lúc này cũng đều đứng dậy, hướng kim chưa chấp tay. Vũ quốc tam ma tông thủy trung không biết hối cải, sợ là không cách nào đi lên chính đạo. Mời kim đạo hữu hạ lệnh A. À. Kim chưa thở dài một tiếng, ta vốn không nguyện tái tạo sát nghịch, không biết làm sao mà đạo tu sĩ khi người quá đáng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói truyền mệnh lệnh của ta giết vào vũ quốc ba năm diệt phong vũ quốc ta ma tông đúng đám tu sĩ cùng tiếng nghinh hợp tựa như sấm diền nổ vang kim châu nhìn đằng đằng sắc khí tu sĩ chính đạo nhóm lộ ra từ đáy lòng mụ cười chính đạo làm việc coi trọng một sư gia có tiếng bây giờ trên dưới cùng chung mối thủ chính là nhấc lên đại chiến thời điểm chính như sở huyền chỗ liệu ngay tại kim hồng tông lão tổ 800 tuổi đại thọ bên trên kim hồng tông lão tổ kim chiêu tuyên bố giết vào vũ quốc diệt phong vũ quốc tam ma tông bắc hàn tu tiên giới chính ma đại chiến một lập tức bạo phát trong vòng vài ngày sở huyền liền nhận được chi âm tông độc cổ tông bộ hạ tiểu tông tiểu phái bị chính đạo tông môn tiến công tin tức vũ quốc tam ma tông dù sao cũng là số ít cách mỗi trăm năm tả hữu kim hồng tông liền sẽ nhất lên một lần chính ma đại chiến mỗi lần những cái kia tiểu tông tiểu phái đều sẽ trải qua một lần đại tẩy bài bất quá đánh tới cuối cùng cũng sẽ không chân chính diệt vũ quốc tam ma tông mà là lấy vũ quốc tam ma tông bồi thường đủ loại bảo vật mà kết thúc sở huyền cảm giác cái này vũ quốc tam ma tông cũng thẳng thảm thương cách mỗi trăm năm liền bị chính đạo tông môn cát một lần giao hẹn giết người người cướp người bảo còn muốn ngươi bồi lấy khuôn mặt tươi cười cầu hỏa thật là giết người chu tâm nếu quả như thật là làm bảo vật mà tới cái kia cũng không sao ngược lại đưa ra đi cũng không phải ta bảo vật như lần này kim hồng tông khẩu hiệu cũng là giết vào vũ quốc trừ ma vệ đạo hiển nhiên là muốn triệt đề diệt ma tông đạo thống nhất là Kim Hồng Tông, tất nhiên muốn vì Tiêu Thiên Kiêu chết báo thù. Ta muốn tránh là tránh không thoát, đối phương tất nhiên sẽ tìm tới trên đầu ta. Sở Huyền lắc đầu liên tục. Lúc này, bên ngoài truyền đến Trúc Kiệt Thanh âm cung kính, trưởng lão, lão tổ mời ngài đi một chuyến chủ phong. Các trưởng lão khác cũng đều được mời đi qua. Sở Huyền gật đầu, lập tức không chế ngự không kính hướng âm hồn sơn mạch chủ phong bay đi. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vì chính ma đại chiến sự tình. Sở Huyền đi tới nơi này thời gian, lại phát hiện chủ phong bên ngoài còn có hai đầu dị thú một đầu là trăm trượng khổng lồ màu tím đen rất lớn hẹp dài xúc giác đại lượng bước chân không ngừng ngọ mậy làm người không rét mà run bên kia thì là hơn 30 mươi trượng hắc điêu ánh mắt hùng lệ tựa như muốn nốt sống người ta nhưng trên thực tế loại này hình thể to lớn yêu thú sức chiến đấu cũng không quá đi chỉ có thể đảm nhiệm cõng vận nhiệm vụ tất nhiên dù cho bọn chúng tính cách tương đối ôn thuần không có nguyên anh tu sĩ cũng đừng hòng khống chế loại này to lớn cự vật sở huyền sơ quang ngẫm lại liền có thể đoán được hẳn là vũ quốc mặt khác hai cái ma tông tới cái kia giết khổng lồ hẳn là độc cổ tông ngươi dưỡng cổ trùng cái kia hắc điêu chắc là chi âm tông yêu thú nhị tông cùng nhau mà tới vạn hồn lão nhân còn triệu tập trong vạn hồn tông kim đan tu sĩ cùng nhau gặp gỡ hiển nhiên ngư gió nổi lên tâm hồn sơn mạch chủ phong trong vạn hồn đại điện sở huyền đi vào đại điện dựa vào lông phàm thực lực cùng tư lịch người tại hàng cuối cùng bên cạnh liền là vạn vô ảnh bây giờ vạn vô ảnh hiển nhiên không còn vừa mới gia nhập vạn hồn tông thời gian tâm khí trên mặt tràn đầy vẻ u sầu lông mi lộ ra một chút bất đắc dĩ nạp sơ huyền tại bên cạnh hắn ngồi xuống hắn cũng chỉ là cười lớn một tiếng lâm sư đệ sơ huyền gật đầu vạn sư huynh vạn vô ảnh sẽ có bộ dáng này không thể bình thường hơn được thân hồn bị quản chế tại người căn bản không có cái gì thời gian tu luyện nếu vô pháp thoát khỏi cấm chế cả một đời đều nhất định là vạn hồn lão nhân nô lệ cái này cùng vạn vô ảnh cả đời chỗ nguyện hát rất xa hắn lúc trước hao tổn tâm cơ tiến về vực ngoại chiến trường nhưng chính là hướng nguyên anh linh vật đi sở huyền đến tự nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác thi âm tông độc cổ tông tu sĩ chỉ là quét sở huyền một chút liền không có nhìn nhiều chỉ có mấy cái người biết chuyện mới nhìn nhiều sở huyền vài lần bọn hắn biết chính là sở huyền giết chết kim hồng tông tiêu thiên kiêu bài kim khôn trông thấy sở huyền toàn thân khẽ run rẩy không dám nhìn nhiều vạn hồn ngược lại không có run run chỉ là gặp sở huyền như là lâm phàm đồng dạng khéo léo ngồi tại hàng cuối cùng liền không nhịn được muốn cười khổ vị này nguyên anh đại tu thực lực xa xa áp đảo hắn còn có chi âm tông độc cổ tông hai cái này lão ra hỏa bên trên hết lần này tới lần khác lại không cái gì giá đỡ nguyện cùng kim đan tu sĩ ngồi cùng một chỗ loại này không kêu không ngấp tâm tính khiến vạn hồn cảm thấy sợ hãi hắn sống lâu như vậy trong lòng rất rõ ràng chỉ có bực này nhân vật mới có thể đi đến càng xa vạn hồn lão quỷ các ngươi vạn hồn tông người đều đến đông đủ a à? Thi âm tông nguyên anh lão tổ trịnh cực liếc nhìn một vòng, bình tĩnh nói. Vạn hồn lão nhân mỉm cười, tổng cộng sáu tên kim đan tu sĩ, đều đến đông đủ. Trịnh cực nhìn về phía vạn hồn lão nhân, lần này tới địa bàn của ngươi nghị sự, trịnh mỗ lên không huyên tân đoạt chủ. Vạn hồn lão quỷ, từ ngươi mở miệng A. À. Vạn hồn lão nhân gật đầu, lần này vũ quốc tam tông hội tụ, là làm trảo luận chính ma đại chiến. Kim hồng tông tận đến Bắc Hàn tu sĩ chính đạo, muốn nhất thống Bắc Hàn. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn cũng không phải là làm đủ loại ma đạo bảo vật mà là muốn triệt để giật ta đạo thống lần này chính ma đại chiến là chúng ta sinh tử chi chiến phóng nhãn bắc hàn ta ma đạo tu sĩ dù sao cũng là số ít muốn thế nào dùng ít đệt nhiều lấy ít thắng nhiều cần các vị cùng bày mưu tinh kế thương lượng gia nhân tuyển tốt nhất độc cổ tông nguyên anh lão tổ quan thống bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng lập tức liền có một tên độc cổ tông tu sĩ đứng lên vạn lão tổ ta cảm thấy cũng không phải là như vậy mỗi hơn trăm năm tả hữu Kim Hồng Tông tất nhiên kiếm cớ nhất lên chính ma đại chiến, ta Vũ Quốc Tam Tông cũng ăn ý cùng bọn hắn luyện binh, lần này cùng mấy trước cũng không hay, cuối cùng trả giá một chút bảo vật liền có thể lắng tại những cái kia chăm lam chính đạo tông môn. Lần này chính đạo liên minh vì sao rào rạt mà tới, thực ra là bởi vì Kim Hồng Tông có một vị thiên tài vẫn lạc tại âm hồn sơn mặt, cái này độc cổ tông tu sĩ nhìn về phía Sở Huyền, ta nhìn, như giao ra hung thủ giết người. Nhất định có thể lắng lại Kim Hồng Tông nộ hòa, tuy nói không thể bỏ giờ chính ma đại chiến, nhưng cũng có thể trì hoãn bọn hắn tiến công tốc độ, từ đó làm chúng ta tranh thủ thời gian, liên hệ Tây Châu. Đông Châu Ma Đạo Tông Môn, giúp chúng ta một chút sức lực, lâm đạo hữu, dám làm dám chịu, vì sao không đứng ra, hào phong chịu chết, nhược lâm đạo hữu không nguyện, ta đọc cổ tông nguyện đem lâm đạo hữu đưa cho Kim Hồng Tông. Nói xong lời này, toàn trường tu sĩ tầm mắt ra đều hội tụ đến sở huyền trên mình, có chút người còn tại lẩm bẩm. Nguyên lai tiêu thiên kiêu đúng là bị như vậy một cái bừa bãi vô danh kim đan tu sĩ giết đi sở huyền không khỏi đến nhíu mày qua thống mặt lộ sắc mặt giận dữ lập tức trách cứ im ngay ta ma đạo tam tông từ trước đến giờ cùng chung mối thù có thể nào làm ra loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình tới sau đó không được lại nói ra loại này lời nói tới không được đả thương tam tông ở giữa hòa khí phạt ngươi năm 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 bổng sau khi trở về chính mình lãnh phạt cái kia độc cổ tông kim đan tu sĩ bị hung hăng một phen trách cứ vậy mới coi như thôi tức giận ngồi xuống tới như loại này điệu bộ là thêm cuối cùng cái này không đau không ngứa xử phạt không cần đoán cũng biết tất nhiên là độc cổ tông lão tổ quan thống trong bóng tối gợi ý ma đạo tam tông cũng không phải hòa hợp êm thấm hòa hòa thuận thuật rất nhiều người cảm thấy lần này sự cố là vạn hồn tông rước lấy như chính đạo tông môn nói rõ lần này chỉ nhằm vào vạn hồn tông trong lòng bọn họ cao hứng còn không kịp sở huyền nhìn lướt qua phát hiện độc cổ tông có không ít tu sĩ có lẽ đều ôm lấy loại này ý niệm vạn hồn lão nhân nghe nói như thế trong lòng không khỏi đến khẽ run rẩy để vị kim nguyên anh đại tu ra ngoài hào phóng chịu chết ngươi được lắm a à? không chỉ là hắn bạch kim khôn nghe được có người muốn đem lâm phàm giao cho chính đạo tông môn thậm chí suýt nữa đem nước trà phun ra ngoài nhìn đến một bên trung diễn rất là kinh ngạc bạch kim khôn từ trước đến giờ ổn trọng lần này thế nào thất thố trịnh cực nhíu mày chưa có hổ ngôn loạn ngữ chính đạo tông môn thả ra lời này liền làm muốn đảo loạn chúng ta quân tâm hôm nay giao ra một người ngày mai liền muốn chúng ta giao ra hai người lại hướng phía sau liền là ba người. Bốn người, nếu có một ngày, muốn đem các ngươi giao ra. Các ngươi còn có thể nói đến ra loại này lời nói tới, độc cổ tông các tu sĩ á khẩu không trả lời được. Loại việc này chỉ có rơi vào trên đầu mình sự tình, mới phát giác đến giống như núi dày nặng. Trịnh cực hừ lạnh một tiếng, lần này chỉ nói ứng đối chính đạo liên minh chi pháp, nhắc lại sự tình khác. Đừng trách trịnh mỗ không nể tình. Ánh mắt của hắn, hiển nhiên là rơi vào trên người quan thống. Trịnh cực là trong ba người thực lực tối cược đã đạt tới nguyên anh tầng 3, hắn rất có phân lượng. Quan thống đành phải rời đi tầm mắt, miệng không nói. Trong vạn hồn đại điện, đám tu sĩ nô nước tấp nập lên tiếng, có người công bố, nên hướng Tây Châu, Đông Châu Ma đạo tông môn cầu viện, nhìn bọn hắn minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, có người lại xương, nên cho Lăng Tiêu tông, Ký Sơn tông, mưa Dương môn loại này tông môn hối lộ, trần minh lợi và hại quan hệ, để bọn hắn buông tha tiến đánh Ma đạo Tam tông, cuối cùng, chính ma đại chiến chỉ cần đánh nhau, tất nhiên có người thương vong tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng tu hành tài nguyên bây giờ như không cần có người tử vong không cần tiêu hao tài nguyên liền có thể đạt được muốn lợi ích như vậy vì sao muốn đánh đây còn có người nói có lẽ hướng vũ hoa thiên cung nói rõ việc này hy vọng bọn họ núng tay loại thuyết pháp này tự nhiên bị tu sĩ khác khịch mũi coi thường vũ hoa thiên cung từ trước đến giờ đều là chính đạo như thế nào làm bọn hắn cái này ba cái ma tông núng tay bắc hàn sự vụ sở huyền ngồi tại vạn hồn tông kim đan tu sĩ bên trong nghe tới buồn ngủ hắn cho tới bây giờ đều không thích cái gì mưu đồ mưu đồ là xây dựng tại thực lực không kém nhiều trên cơ sở hay là những người yếu kia dùng tới chiến thắng cường giả lấy hiếm thấy áp chính giữa thủ đoạn nếu là thực lực đạt tới nhìn ép mức độ không cần cái gì mưu đồ một đường đẩy liền thôi đang lúc hoàng hôn lần này trao đổi mới tuyên bố kết thúc ai về nhà nấy bạch kim khôn trung diễm chờ tu sĩ cũng đều muốn trở về mỗi người đỉnh núi Phạm nhi các ngươi nhất đẳng vạn hồn lão nhân hiền lành nói được sở huyền gật đầu một lát sau trong đại điện chỉ còn lại có sở huyền cùng vạn hồn hai người vạn hồn vậy mới nói mà hôm nay cái kia độc cổ tông tu sĩ phải trang chọc giận chủ nhân ta có điều binh khiển tướng quyền đến lúc đó làm một ít thủ đoạn liền có thể để người kia vạn kiếp bất phục sở huyền khoát khoát tay cũng là không tính là chọc giận để hắn kiếp sau chú ý một chút liền thôi minh bạch ngươi chỉ muốn cùng ta nói việc này sở huyền tùy ý nói vạn hồn lắc đầu còn có một việc phía trước ngài để ta thật tốt giáo huấn trung diễm ta đã dạy dỗ về sau nàng không còn dám tùy ý làm phiền ngài thanh tịnh không tệ sở huyền luật đầu vạn hồn nhị không được nói chủ nhân bắc hàn chính đạo ma đạo lực lượng cách xa tức trường bày ba mở cứ thế mãi ngài cũng không được sống yên ổn tu luyện không biết ngài có thể xuất thủ sở huyền cười cười hắn tất nhiên muốn xuất thủ lấy thực lực này khoảng cách nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn hắn cũng không được an bình sớm muộn có một ngày sẽ bị ép đổi thân phận rời đi. Hắn có thể lười đến di chuyển địa phương, Sở Huyền tùy ý nói. Chính đạo những cái kia nguyên anh tu sĩ tài liệu, mau chóng đưa đến ta chỗ này, chính ma đại chiến động tĩnh, một chữ không sót, cũng đưa đến nơi này, lúc nên xuất thủ, ta tự sẽ xuất thủ. Vạn Hồn nghe vậy hoàn toàn yên tâm, vội vã cung kính không người. Đa tạ chủ nhân, chờ Sở Huyền rời đi đại điện, hắn mới thở dài một hơi, thực lực của hắn tại phía gia Trịnh Cực, quan thống cùng trên ta. Có hắn rất thủ, chỉ ít có thể đối đầu kim hồng tông cái kim chưa kia. Như vậy, bảy ba mở cục diện tối thiểu có thể biến thành mở, chỉ cần không phải quá mức cách xa khoảng cách liền tốt, vạn hồn tâm tình tốt không ít. Trong nháy mắt, thương huyền tinh thời gian liền đi qua 3 năm, cách mỗi mấy ngày đều sẽ có một phần chiến báo đưa đến hắc sát phong. Sở huyền bởi vậy có thể tin tưởng biết được, Bắc Hàn chính ma đại chiến đến tục cùng tiến hành đến mức nào. Bây giờ vũ quốc khắp nơi đều có gió lửa khói báo động, nhưng vũ quốc tam ma tông nhưng thủy chung không ngã chính đạo tông môn cái gọi ba năm diệt phong tam ma tông lời nói sớm đã thành trò cười còn đúng như ta chỗ liệu chính đạo tông môn thế lớn lại không đoàn kết mỗi tông các phái đều muốn cướp lấy lợi ích hơn nữa nhiều lần chính ma đại chiến đều là lấy chính đạo tông môn chiến thắng mà kết thúc tu sĩ chính đạo sớm có kiêu căng chi tâm cảm thấy bất kể thế nào đánh sớm muộn đều có thể thắng một khi giết vào vũ quốc lập tức liền phân tán ra tới phân biệt tiến công thi âm tông độc cổ tông vạn hồn tông cùng mỗi cái phụ thuộc tông môn, nếu như không có biện thành một sợi dây thường tính công một cái tông môn, trong thời gian ngắn muốn diệt đi Vũ Quốc Tam Ma Tông, rất là khó khăn. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, hắn đại khai có thể đoán được thế cục hướng đi, ngược lại không nghĩ tới. Mới đi qua ba năm, Liên đã tiến vào từng người tự chiến cục diện, trong đầu hắn tin tức lóe lên, hiện lên chính đạo tông môn mỗi cái nguyên anh tu sĩ tình báo, Kim Chiêu, Kim Hồng Tông nguyên anh lão tổ, khả năng làm nguyên anh tầng 3, thực lực hùng hậu, lang túc Lang Tiêu Tông Nguyên Anh lão tổ, khả năng làm Nguyên Anh tầng 2. La Hoa, Thì Sơn Tông Nguyên Anh lão tổ, khả năng làm Nguyên Anh tầng 2. Mã Tổng nhật, già anh tu sĩ. Không có một cái nào là Nguyên Anh trung kỳ, Sở huyên có thể thoải mái ứng đối, lấy một địch nhiều, cũng không có vấn đề gì cả. Những người này đều là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng rất dễ dàng lý giải. Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đại đa số đều đi hung cấp chiến trường, làm hoa thần tính toán, tìm kiếm hóa thần linh vật đi kim chiêu đám người cảnh giới thấp không cần thiết tiến về hung cấp chiến trường dứt khoát liền lưu tại thương huyền tinh trấn thủ chính mình đạo thống sở huyền để ý cũng không phải là những người này kim chiêu đám người số lượng tuy nhiều lại không có thành tựu hắn thật muốn động thủ chỉ cần tìm một cái bọn hắn tụ tập tại một chỗ tràng tử rất nhanh liền có thể đem bọn hắn giải quyết hắn để ý là đại thế lúc trước tại hiểm cấp chiến trường sở huyền liền đã biết hám thiên thần tông cùng luân hồi thần giáo mâu thuẫn va chạm làm cái kia chàm trao thụ chủ. Hám thiên thần tông thậm chí thâm nhập đến luân hồi thần giáo khống chế bên trong chiến trường vực ngoại hắn đã nghe nói thương huyền tinh khoảng cách hám thiên thần tông gần nhất một khi hai cái này cấp 6 tù chân tông mô lên va chạm thương huyền tinh tất nhiên sẽ trở thành thứ nhất mục tiêu công kích sở huyền càng muốn biết thương huyền tinh hướng đi đến tột cùng sẽ như thế nào là luân hồi thần giáo ngăn lại hám thiên thần tông khí thế to lớn bảo vệ thương huyền tinh hoặc là hám thiên thần tông đánh xuống thương huyền tinh đem thương huyền tinh chiếm đoạt đến bản thân địa bàn nếu như là cái sau như thế sở huyền bây giờ liền muốn chuẩn bị sớm thương huyền tinh bản địa tu sĩ địa vị khẳng định không thể cùng hám thiên thần tông mang tới kẻ thống trị đánh đồng tương lai mình nếu muốn trùng kích hóa thần kỳ không thiếu được cùng hám thiên thần tông giao tiếp địa vị tự nhiên là càng cao càng tốt tốt nhất có thể trở thành hám thiên thần tông thống trị thương huyền tinh người nói chuyện kim hồng tông muốn nhất thống bắc hàn vũ hóa thiên cung rõ ràng cũng không phản ứng vũ hóa thiên cung tu sĩ đến tục cùng đang làm gì sở huyền suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy một trận đau đầu đạt ở bên ngoài hắn thân là nguyên anh tu sĩ chính là trong mắt người khác đại tu nhưng rơi vào hai cái cấp 6 tu chân tông mô đánh cờ trong ván cờ hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi thực lực vẫn là thực lực nếu như ta bây giờ là hóa thần đại tu luân hồi thần giáo hắn thiên thần tông đều sẽ tự mình tìm tới cửa lôi kéo ta mời chào ta lại không cần theo đủ loại chuyện nhỏ bên trong tìm kiếm nhị tông vùi xuống rắn cỏ đường cãi sáng sở huyền than nhẹ một tiếng tại cái này mạnh được yếu thua tu chân giới sống đến càng lâu thì càng minh bạch thực lực tầm quan trọng lại hơn phân nửa năm sở huyền đạt được vạn hồn lão nhân mang tới tình báo mới thì ra là không chỉ là bắc hàn liền đông châu tây châu nam hoang Để liên tiếp xuất hiện tông môn đại chiến nam hoang tốc độ nhanh nhất một cái tên là nam hoang cùng tông môn theo bách luyện tông thần thiên tông chờ tông môn trên phế tích vùng dậy kiêm đại nút nhỏ đã nhất thống nam hoang Đông Châu cùng Tây Châu mỗi cái tông môn còn tại ác chiến bên trong, kế cục không rõ. Hiển nhiên, đây hết thảy sau so lưng đều có một cái to lớn hắc thủ, ngay tại thao túng thương huyền đại cục. Kim Chiêu cuối cùng vận dụng lôi đình thủ đoạn, ngay trước đám tu sĩ mặt xử từ hai cái không tân mệnh lệnh kim đan tu sĩ. Như vậy, chính đạo tất nhiên muốn bệnh thành một sợi dây thừng, thừa thế xong lên hủy diệt vũ quốc tang ma tông. Sở huyền nhìn xong hôm nay chiến báo, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, Kim Chiêu ngay từ đầu liền có thể vận dụng thủ đoạn như vậy lấy lôi đỉnh xu thế trấn áp chính đạo liên minh bên trong những tông môn khác triệt để quán triệt ý chí của hắn tốc độ vô cùng nhanh giết vào vũ quốc diệt tam tông đạo thống như loại thủ đoạn này quá sớm vận dụng sẽ để đại bộ phận tu sĩ đều không được đến cái kia đến lợi ích chân chính ủng hộ hắn người liền sẽ không quá nhiều bây giờ đã qua ba năm rưỡi hết có chút thực lực tu sĩ chính đạo đều cướp lấy không ít lợi ích đến hiện tại mới cầm hai cái không có gì bối cảnh ra hỏa khai đao vừa vặn đưa đến giết và dạ khi chi ý cũng cuối cùng cái kia đến ta xuất thủ thời điểm sở huyền chậm chậm đứng dậy toàn thân áo bào không gió mà bay ánh mắt của hắn hư hư tối tăm tựa như cách không nhìn phía kim hồng tông sơn môn Lạc phượng sơn nơi đây làm chi âm tông cảnh nội một ngọn núi vốn là chi âm tông phụ thuộc môn phái lạc phượng phái địa bàn năm ngày phía trước lạc phượng phái liền bị kim hồng tông tấn công xong tới kim hồng tông thực lực so sánh lạc phượng phái có thể nói hạo người tại đam đóng lạc phượng phái kim đan lão tổ anh dũng chiến tử hơn phân nửa đệ tử chết trong trận chiến này thi âm tông nhiều lần trợ giúp nhưng cuối cùng có trên lệch cuối cùng chỉ có thể nhìn lạc phượng phái hủy diệt đỉnh núi này bây giờ liền thành kim hồng tông tu sĩ tạm thời trú điện kim chưa đứng ở đỉnh núi lạc phượng sơn trong lầu cát nhìn ra xa xa chi âm tông sơn ngôn hang hái lang túc la hoa mã tổng nhật đám người liền đứng ở bên cạnh hắn kim chiêu cười ha ha một tiếng ta biết các vị đều hơi nghi hoặc một chút vì sao muốn phí hết tâm tư đánh xuống cái này lạc phượng sơn lang túc La Hoa đám người cũng hơi gật đầu, lang Túc trầm giọng nói mới, chính là, chúng ta rất muốn biết Kim đạo hữu vì sao như vậy chuẩn bị. Vũ Quốc Tam Ma tông bất quá ba cái nguyên anh tu sĩ thôi, cho dù dựa vào lấy sơn muôn đại trận, cũng chỉ có thể làm chó cùng rứt rộng, bất như vậy lớn khí lực bắt lại một cái Lạc Phượng Sơn, có chút được không bù mất a. À. Kim chưa vỗ một cái túi chữ vật, vũ quốc bản đồ liền hiện ra ở trước mắt mọi người, núi sông, dòng sông, tông môn, giang đầy trên đó, sinh động như thật. Kim Chiêu thò tay một chiêu Liên quan tới Thi Âm Tông cái này một khối bỗng nhiên khuyết đại, các vị có thể nhìn ra, Thi Âm Tông có cái gì tinh diệu?" Hắn mỉm cười nói. Lăng Túc đám người nhìn hồi lâu, đành phải lắc đầu, cũng xem không hiểu Kim Chiêu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. La Hoa thẳng vào đầu, "Kim đạo hữu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi." Kim Chiêu cười ha ha, hắn ánh mắt tại chi Âm Tông sơn môn trung quanh mấy cái trên đỉnh núi vạch một cái, một cái hơi có chút không theo quy tắc lục giác tinh, liền hiện ra ở trước mắt mọi người lăng túc la hoa đám người bỗng nhiên giật mình trận pháp mà lại là câu kết núi sông địa mạch hóa thần kỳ đại trận thi âm tông khi nào lại bày ra loại đại trận này kim chiêu bình tĩnh nói ta lúc đầu cũng không nhìn ra chỉ là cảm giác có điểm gì là lạ thi âm tông một số thời khắc thậm chí là cố tình thả chúng ta đi vào đánh nhưng cái này sáu tòa đỉnh núi môn phái nhưng đều là chi âm tông bộ hạ môn phái cường đại nhất nhất là tiếng đánh cái này là phượng sơn thời gian lại bị trước nay chưa có ngăn cản vậy mới khiến ta có chút sinh nghi may mắn ta nhìn một chút bản đồ vậy mới cuối cùng nhìn ra chút đầu mối kim chiêu bình tĩnh nói như ta đoán không sai trận này hẳn là một cái đóng cửa đánh cho trận pháp như chúng ta giết tới chi âm tông sơn môn cái kia trịnh cực tất nhiên sẽ thôi động trận pháp đánh chúng ta một cái trở tay không kịp câu kết núi sông địa mạch hóa thần kỳ trận pháp a chúng ta coi như có thể sống được tới cũng cử từ nhất sinh Tết thương trồng chất kim chiêu lời này nói xong lăng túc đám người lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người cũng thật là nếu thật đến một bước kia bọn hắn đánh vào chi âm tông sơn môn ngược lại là chúng đối phương gậy ông đập lưng ông ý định lăng túc cung kính nói may mắn mà có kim đạo hữu có lòng có thể phát giác được cái này tri âm tông âm mưu quỷ kế kim chưa tùy ý cười một tiếng may mắn may mắn thôi kỳ thực hắn cũng không phải là may mắn tây môn trưởng thanh đưa cho hắn trong túi chữ vật loại trừ đại lượng linh thạch đa dược phu lục bên ngoài liên la liên quan tới tri âm tông hóa thần kỳ trận pháp chỉ điểm đúng là có cái kia chỉ điểm hắn có thể biết được thi âm tông gậy ông đập lưng ông kế sách kim chưa điểm nhẹ cái kia mấy ngọn núi ý khí phong phát nói chúng ta bây giờ muốn làm là đen những sơn phong mày bên trên môn phái từng cái trừ bỏ triệt để phá vỡ cái này hóa thần kỳ trận pháp tác dụng như vậy mới có thể an ổn đánh lên thi âm tông lăng túc trùng điệp gật đầu đúng vậy chỉ cần diệt tam ma tông đứng đầu thi âm tông cái kia độc cổ tông cùng vạn hồn tông bất quá làng và đất chó sành tùy ý liền có thể phá đi la hoa cười ha ha một tiếng nói không chắc thì âm tông bị san thành bình địa phía sau đầu cổ tông cùng vạn hồn tông ngay tại chỗ liền đầu hàng ma tổng nhật đám người nhất thời cười lên ha ha trong lời nói mảy may không đem vũ quốc ta ma tông coi ra gì phảng phất cái này đầy ngang vũ quốc nhất thống bắc hàn bất quá là vấn đề thời gian thôi kim chiêu cũng cười ha ha nhưng đáy mắt của hắn lại cất giấu mấy phần vẻ lạnh lùng nhất là nhìn xem năng túc la hoa đám người ánh mắt như là trong ánh mắt cất giấu đao vũ quốc ta ma tông chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt tiếp xuống, liền muốn đối nội bộ động đao. Lăng Tiêu Tông, thì sơn tông những tông môn này, liền là hắn trước hết nhất muốn động thủ đối tượng, cười a, à, cười a, à. ta sẽ đạp lưng của các ngươi. Nhất Thông Bắc Hàn. Trong đầu Kim Chiêu tràn đầy đối tương lai kỳ vọng, La Hoa bỗng nhiên ho khan vài tiếng, cổ khổ. Do núi thật mát, chúng ta vẫn là trở về đi. Lăng Túc gật đầu, đã có tuổi, không năm gần đây người tuổi trẻ, ta cũng cảm giác thời tiết có chút lạnh giá. Kim Chiêu khẽ ồ lên một tiếng. Thời tiết lạnh giá, cái này không giống như là nguyên anh tu sĩ sẽ có cảm giác, trừ phi là thân ở linh vật hình thành cực hàn hoàn cảnh bên trong, bằng không nguyên anh tu sĩ sẽ rất ít cảm thấy lạnh lẽo. Đúng lúc này, một đạo cười nhạt tâm thanh truyền đến. Ô, ngươi rất hiểu trận pháp, vậy ngươi nhìn ra được ta tại lạc phượng sơn bố trí trận pháp gì? Kim chiêu, lăng túc đám người đều bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, có thể nơi đó lại không có một ai. Kim Chiêu tầm mắt rơi vào lầu các lối vào, bất ngờ phát hiện nơi đó hai tên canh phòng đã bị đông thành tượng băng. Kim Chiêu, Lang Túc đám người không chút do dự, lập tức thôi động phòng ngự pháp thuật, trong chớp mắt, bọn hắn quanh thân liền tạo thành như là thuẫn, hải giáp, dây lao tường các mại phòng ngự. Kim Chiêu, Lang Túc, La Hoa đám người cảnh giác nhìn bốn phía, vô cùng kiên kỵ, là ai có thể đến gần đến loại này khoảng cách? Nà. Nà. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến mã tổ nhật thanh âm tống khổ, mấy người tập trung nhìn vào cổ họng mã tổ nhật bên trong đúng là chậm chậm sinh trưởng ra băng tinh cái kia băng tinh trưởng thành một thân cây óng ánh long lanh nhưng lại tà dị đặc biệt lăng túc lập tức thôi động pháp thuật muốn làm nóng mã tổ nhật hòa tan băng tinh kim chiêu lại giật mạnh hắn đường động hắn hẳn đã phải chết la hoa nóng vội không được không thể không cứu hắn đột nhiên đưa tay kéo lại phát hiện mã tổ nhật cánh tay tựa như bã đậu đồng dạng nhẹ nhàng lôi kéo liền vỡ thành một chỗ vụn băng xà lạc thời gian trong nháy mắt, đường đường một vị giả anh tu sĩ liền bị đông chết, liên toàn thay đều không lưu lại. Kim Chiêu, Lăng Túc, La Hoa đám người cảm nhận được thấu xương băng hàn, không chỉ là theo ngoại giới truyền đến, càng là tùy tâm bên trong truyền ra. Cái này là Phượng Sơn, quả nhiên đã bị bày ra trận pháp, mà lại là tại bọn hắn thần không biết quỷ không hay giới tình huống, liền bị bày ra. Lén lén lút lút, nhất định là tà mang ngoại đạo, vì sao không dám ra tới đánh với ta một trận? La Hoa giống to, nổi giận đùng đùng, sư sư hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bỗng nhiên bức xé nửa đêm điện dạ mà tới la hoa đột nhiên biến sắc vội vã tránh né nhưng mà cái kia hàn quang lại tựa như nắm giữ sinh cư đồng dạng một cái say người liền xào quyệt nhắm thẳng vào yết hầu la hoa la hoa nổi giận gầm lên một tiếng lập tức thôi động bản mệnh pháp bảo ngăn cản đó là một mặt lưu truyền xanh biết huỳnh quang hỗ thuẫn chỉ nghe cao một tiếng hàn quang bắn tại ngỗ thuẫn bên trên cái sau lập tức xuất hiện một vết nứt mặt ngoài cho đầy hàn xương nắng nề vô cùng La Hoa cứ thế mà lui lại vài chục bước, vậy mới dừng lại. Ngay tại hắn cho là chính mình an toàn, muốn thở một ngụm thời gian, vô hình thần thức cự thủ lại đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, cứ thế mà giết vào trong thần hồn của hắn, hai cái thần thức cự thủ mang theo mãnh liệt hàn khí, xông vào La Hoa thức không hải nháy mắt, tựa như đem suy nghĩ của hắn cũng muốn đông cứng. Giờ khắc này, La Hoa thậm chí không có sức phản kháng, hắn chỉ có thể vô ý thức thúc dục một đạo phòng ngự thần thức bí pháp, một tầng khinh bạc thần thức thuẫn ngưng kết ở thức hải bên trong, nhưng mà cái này thần thức thuẫn bị thần thức cự thủ chốc lát đập nát cái này cuối cùng chỉ là kim đan kỳ thần thức bí pháp làm sao có thể cùng nguyên anh kỳ thần thức bí pháp đánh đồng giang giác một tiếng thức hải liền triệt để bạo lộ tại cự thủ trước mặt phù phù la hoa ánh mắt đờ đẫn ngã vào trên đất tức hải bị trọng thương dù cho không có biến thành di ngốc trong thời gian ngắn cũng lại không có bất luận cái gì sức chiến đấu đây hết thảy đều phát sinh tại trong trước mắt la hoa theo gặp phải công kích đến mất đi chiến lực cũng liền là thời gian một cái nháy mắt, Kim Chiêu. Lang Túc chờ năm tên nguyên anh tu sĩ đều đột nhiên biến sắc, La Hoa nói thế nào cũng là nguyên anh tầng 2, dễ dàng như thế liền ngã xuống, thực lực của đối phương không khỏi quá mức đáng sợ, Kim Chiêu hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy giác không tức giận tựa như lạnh giá đau. đâm vào hắn xong trong phổi, ca vị, hoàn cảnh chung quanh đã càng ngày càng lạnh, tiếp tục như vậy nữa. Thực lực của chúng ta đều sẽ hạ xuống, bây giờ chỉ có liều mạng một lần mới có thể chạy thoát, Kim Chiêu quát khẽ nói. Lăng Túc trùng điệp gật đầu, "Dết." Lập tức hướng phía dưới núi phá vây, năm người lưng tựa lưng, lập tức hướng lầu các cửa vào phóng đi, nhưng mà, bọn hắn mới lao ra vài chục bước, đi tại phía trước nhất một tên nguyên anh tu sĩ liền bỗng nhiên biến sắc, vô ý thức lùi lại, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là chậm nửa bước, sau một khắc, khủng bố tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, dày đặc âm khí, đa sợ lôi đỉnh kích động ra, cái này nguyên anh tu sĩ nửa cái thân thể trong khoảnh khắc liền bị nổ thành văng khắp nơi huyết nhục, hắn chỉ kịp kêu thảm vài tiếng, nục thân liền mất đi sinh cơ hắn không thể không vứt bỏ nục thân đem nguyên anh thoát ra nguyên anh tiểu nhân trên mặt nhìn cái kia mãnh liệt bạo tạp chuyển đến địa phương Con lòng còn sợ hãi lạch đá xanh lát thành trình tề mặt đất bất ngờ đã biến thành một cái hố to xung quanh tràn đầy đá vụn cùng thịt nát còn lại nguyên anh tu sĩ vừa sợ vừa giận Nộn nhịp suy đoán cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì đồng thời kinh nhi bất định nhìn bốn phía sợ còn có ám khí đánh tới sắc mặt kim chiêu nặng nề nếu như ta không đoán sai đó là âm lôi tử lăng túc sững sờ tông lôi tử ta nhớ đến đó là một chút kim đan ma tu mới sẽ dùng thủ đoạn nói tới nói lui cũng chỉ là kim đan kỳ thủ đoạn mà thôi làm sao có thể thương tổn đến nguyên anh tu sĩ kim chiêu cười khổ một tiếng đơn khỏa âm lôi tử chính xác không đả thương được chúng ta trên trăm khỏa đồng thời dẫn bạo mới có thể hơi thương tới chúng ta nhưng nhìn vừa mới lực sát thương ít nhất là một vạn khỏa âm lôi tử mới có động tĩnh lăng túc đám người trố mắt móc mùng một vạn khỏa âm lôi tử cái kia phải cần bao nhiêu âm lôi mới có thể luyện hóa mà thành âm lôi là lôi linh khí cùng âm sát chi khí mới có thể ngưng kết mà thành bắc hàn trong phạm vi loại hung điện này số lượng cực ít cơ hồ đều tại kim hồng tông chờ chính đạo tông môn quản khống bên trong đối phương muốn thế nào luyện hóa ra một vạn khóa âm lôi tử một vạn khóa âm lôi tử rất có thể là người này cực hạn chúng ta chia ra phá vây nhất định có thể giết ra ngoài một tên nguyên anh tu sĩ gầm nhẹ nói nói xong hắn hướng thẳng đến bên trái đánh tới trong màn đêm truyền đến một đạo tiếng cười khét đoán xa rồi rầm rầm rồng mảng lớn âm lôi tử lại đột nhiên nổ tung cái kia nguyên anh tu sĩ càng khốc liệt nụ thân bị nổ đến vỡ nát không chịu nổi liền nguyên anh đều chôn vùi tại âm lôi tử trong lúc nổ tung vì sao nhất định muốn tự tìm cái chết thật tốt một cái nguyên anh bị nổ không còn chẳng phải là đáng tiếc trong màn đêm lại truyền tới âm thanh lần này lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ thanh âm này khiến lăng túc đám người cảm thấy tâm thần sợ hãi đáng tiếc người này dĩ nhiên không phải tại than tiếc một vị nguyên anh tu sĩ thân tử đạo tiêu chỉ là tại vì tài nguyên tiêu tán mà tức hận hiển nhiên bọn hắn những cái này nguyên anh tu sĩ tại trong mắt đối phương đều là đi tu hành tài nguyên nhân cơ hội này kim chiêu theo trong túi chữ vật lạng yên không một tiếng động lấy ra một tấm kính hắn bỗng nhiên phun ra một cái nguyên anh tinh túi hướng trong kính đánh ra một đạo pháp thuật tấm kính lập tức dâng lên tầng tầng bài quang đen chung quanh màn đêm đều xô tán đi không ít còn mời các vị ngăn tại trước người bảo vật này tên là chiếu ảnh kính có thể soi sáng ra người kia tung tích kim chiêu thấp giọng nói lăng túc đám người nghe vậy lập tức năn tại trước người kim chiêu kim chiêu giơ lên tấm kính lập tức huyết nhìn bốn phía quả nhiên phát hiện chỗ không xa có đạo bóng đen nhàn nhạt, nhạt, bóng đen kia bị chiếu ảnh kính chiếu xạ đến lập tức thất kinh né tránh ra tới chỉ là chiêu ảnh kính quang mang kèm theo truy tung hiệu quả vô luận bóng đen kia như thế nào muốn tránh né nó đường nét đều dính quang mang thủy chung như ẩn như hiện đối nguyên anh tu sĩ tới nói loại trình độ này ánh sáng đã đầy đủ giết diệt cái này lén lén lút lút ma đạo lang túc đám người nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phun ra nguyên anh tinh túi lấy tăng cường pháp thuật liệt hỏa cổ phong mưa đá trở pháp thuật lập tức hướng về bóng đen kia gọi đi qua rầm 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 pháp thuật ẩm vang mà bên dưới cái kia một mảnh ốc xá mà đất đều bị oanh đến hoàn toàn thay đổi liên đỉnh núi đều xích nữa bị sốc hết lên gần một nửa quỷ quái ma đạo cuối cùng bị chúng ta bắt được. Vừa mới ta thấy nhưng vận dụng tối cường pháp thuật. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, nhìn một chút ra hỏa này là lai lịch gì. Mấy cái nguyên anh tu sĩ thở dài một hơi, vừa mới hướng về bóng đen kia hung mãnh chút xuống pháp thuật. Linh lực của bọn hắn đều tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ còn nên nhiều thở mấy hơi thở mới có thể khôi phục đi lên. Kim Chiêu nhìn cách đó không xa một mảnh hỗn độn, luôn cảm giác có chút quái dị. Chiêu ảnh kính soi sáng ra tới, thật là địch nhân sao? đối phương tiềm ẩn hồi lâu lôi đình xuất thủ liền giết chết một người trọng thương hai người như thế nào dễ dàng như thế chết tại trên tay bọn họ như tới đây kim chiêu cúc mầm pháp thuật cảnh giác xung quanh có khả năng có thể xuất hiện địch nhân quả nhiên năm đạo bóng đen theo trong màn đêm bỗng nhiên hiện thân hướng lang túc ba người sau lưng tập sát mà đi loại trừ trong lòng lang túc dâng lên to lớn cảnh giác vô ý thức tránh né bên ngoài hai người kia thậm chí không ý thức đến sau lưng đánh tới nguy hiểm chờ bọn hắn kỳ phản ứng lúc năm kiện bản mệnh quỷ khí đã lần lượt nện vào trong thức hải của bọn họ phù phù hai tiếng hai cỗ không có chút nào khí tức thi thể từ giữa không trung rơi xuống đập xuống đất lang túc thì thần sắc có chút chật vật ngăn cản ba đầu âm thi công kích liên lực của hắn hao phí quá nhiều cái này ba đầu âm chi bên trong dẫn đầu âm chi không ngờ là một đầu lục thân cường hãn sở trường cận thân chiến đấu chi vương mặt khác hai đầu âm chi mặc dù cũng không phải là chi vương nhưng cũng là thực lực cường hãn thi sái lấy một địch ba hắn trọn vẹn không phải đối thủ của đối phương thủy trung bị đè lên đánh kim châu đáy lòng phát lạnh hai đầu quỷ vương một đầu thi vương đội hình này cũng quá hào hoa à, đối phương đến cùng là lai lịch gì bắc hàn không có khả năng có nhân vật lợi hại như thế ngay một khắc này hắn chợt thấy sau lưng phát lạnh Nhìn không nhiều lắm suy xét kim chiêu vội vã tế ra một kiện cự quy thuẫn ngăn ở phía sau đồng thời trên mình giang đầy một tầng kim quang lóng lánh áo giáp huyễn ảnh sau một khắc nồi đất lớn nắm đấm liền đánh vào áo giáp huyễn ảnh bên trên trên nắm tay tựa như lao nhanh lôi đỉnh khủng bố lực đạo trong khoảnh khắc liền nhiên phòng ngự pháp thuật nắm đấm thế đi không giả trực tiếp đánh xuyên cự quy thuẫn đập ầm ầm tại kim chiêu giữa lưng oanh kim chiêu chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị viễn cổ cự tượng va chạm đồng dạng thân thể bay thẳng ra ngoài hơn người trượng nện mặc vào mấy tòa ốc xá vậy mới dừng lại trên người hắn chất đầy vẹt bể ngói vỡ hắn muốn mở miệng nói chuyện một cái miệng lại oa một tiếng phun máu phè phè trong đó còn kèm theo không ít tán toái nội tạng mảnh vỡ luyện thể sĩ kim chiêu chấn động không thôi luyện thể sĩ rất ít nhưng không phải không có hắn tuổi trẻ thời gian cũng đã làm luyện thể mộng đẹp nhưng chỉ là tu luyện tới luyện thể tầng 20, vốn nhờ khó xử lấy thu được ẩn chứa lượng lớn sinh cơ bảo dược không thể không buông tha luyện thể vừa mới trên nắm tay kia dâng trào cự lực một kích liền đánh nát hắn bản mệnh pháp bảo chuyện này ý nghĩa là người này tất nhiên là cực mạnh luyện thể sĩ ít nhất là luyện thể tầng 31, tương đương với nguyên anh một tầng tu sĩ. Chính mình nên làm cái gì? Chỉ có thể vận dụng một chiêu kia ư? Kim đạo hữu, nguyên anh tiểu nhân bay vào phía tích, phi sức bày ra những cái kia gạch bền ngói vỡ, sắc mặt kim chiêu tái nhợt, cha đầy cười khổ. Nguyên anh tiểu nhân lo lắng nói: Kim đạo hữu nhưng còn có biện pháp. Kim chiêu suy tư chốc lát, chính xác có. Ngươi tới gần chút ít, ta nói cho ngươi. Nguyên anh tiểu nhân không nghi ngờ gì, lập tức bay gần kim chiêu, Tại hắn cách Kim chưa chỉ có một thước thời gian, Kim chưa đột nhiên đứng dậy, một cái liền bắt lấy hắn. Miên anh tiểu nhân kinh nộ không thôi, Kim đạo hiểu, ngươi muốn làm gì, Kim chưa than nhẹ một tiếng, ta cũng không nguyện làm đến bước này. Yên tâm đi, cái chết của ngươi rất có giá trị, ta sẽ giết người này. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đối xử tử tế vợ con của ngươi, yên tâm lên đường đi. Hắn vỗ nhẹ trong tay áo, trong tay áo đúng là chui ra một cái bóng đen. Bóng đen kia đánh hơi được nguyên anh hương vị, đột nhiên mở cái miệng rộng một cái liền đem cái này nguyên anh tiểu nhân nốt ăn nuốt ăn nguyên anh phía sau bóng đen này lập tức lộ ra thỏa mãn ăn no ha. À? giúp ta một chút sức lực a à? kim chiêu thấp giọng nói bóng đen lật gật đầu chậm chậm dung nhập kim chiêu thân thể thời gian trong nháy mắt kim chiêu lõng xuống đi xuống sau lưng liền tựa như thổi phòng đồng dạng bành trướng nhanh chóng phục hồi như cũ thương thấy trên người hắn cũng lấy tốc bộ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại phảng phất có một sức mạnh kỳ dị tốc bổ toàn thân hắn nội mại vết thương không chỉ như vậy trong cơ thể của hắn còn có một cỗ khí tức cường đại liên tục tăng lên ta à, đây là bí pháp gì có chút ý tứ sở huyền từ trong màn đêm hiện thân nhìn xem khí tức tăng vọt kim chiêu lộ ra vẻ kinh ngạc kim chiêu cười lạnh một tiếng cái này là ta lấy thọ nguyên luyện chế mà thành thọ quỷ mỗi lần vận dụng nếu không thể ăn nguyên anh liền muốn tiêu hao người năm thọ nguyên tiểu tử chịu chết đi nói xong hắn mãnh đạp mặt đất thi triển động thuật thân thể đúng là trong thời gian ngắn liền bay vào thiên trăm trượng khoảng cách lăng lệ kim linh lực trong chớp mắt ngưng tụ làm ba cái sắc bén trường mâu bỗng nhiên hướng sở huyền oan tới sở huyền ánh mắt ngưng lại lập tức xê dịch tránh né sư 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 thân thể của hắn tựa như mạnh mẽ giống như du long tránh thoát sắc bén trường mâu công kích chợt nhìn qua mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm huyền diệu khó hiểu nhưng trong người một loại cảm giác hắn không hề nghi ngờ có thể né tránh càng làm cho kim chiêu cảm thấy kinh ngạc chính là người này thi triển động thuật lướt qua chỗ đều giang đầy một tầng vụn băng sắc bén trường mâu dính vụn băng nguyên bản lăng lệ mạnh mẽ tốc độ rất nhanh hạ xuống về sau thậm chí có thể dùng hết thái lụ khụ bốn chữ để hình dung chậm đến dường như ốc sen tùy tiện liền có thể tránh né đường thử dò xét ngươi cái kia thọ quỷ tuyệt không chỉ có điểm ấy trình độ nhanh sử xuất toàn lực a sở huyền lộ ra mỉm cười hắn đã sớm nhìn ra cái kia thọ quỷ rất là kỳ dị kim chiêu tuyệt đối còn ẩn tàng một tức sát chiêu hào nhãn lực kim chiêu khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh giãn ra một chiêu này hung ác dị thường hắn lo lắng chính mình quá mức suy si yếu cuối cùng bị thọ quỷ phản phệ miên cơ rất ít vận dụng hiện nay như lại không vận dụng liền không có sử dụng cơ hội đoạt trọ huyết mâu. kim chưa quát chói tai một tiếng lại lần nữa phun ra một miệng lớn nguyên anh tinh túi cái kia ba cái kim linh lực ngưng kết mà thành sắc bén trường mâu giờ khác này hợp ba là một mọi hình biến đến càng tà dị uy nghiêm đáng sợ mũi nhọn còn dính nhuộm huyết dịch đi kim chưa chỉ tay một cái bóng đen theo trong cơ thể hắn lướt đi chiếm cứ tại huyết mâu bên trên đoạt thạo huyết mâu tốc độ vào giờ khác này vẫy tăng nhắm thẳng vào sở huyền lồng mực mà đi oanh ra một kích này kim chiêu sắc mặt vô cùng trắng bệch một chiêu này sẽ tiêu hao đại lượng linh lực còn muốn tiêu hao không ít thọ nguyên hắn sẽ không tùy tiện vận dụng một khi vận dụng đối phương tất chết kim chiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia chờ đợi đoạt thọ huyết mâu đem người này xuyên thủng nháy mắt có chút ý tứ sở huyền khẽ cười một tiếng hắn thò tay vỗ một cái một chui tiểu đao bỗng nhiên theo hắn trong túi chữ vật bay ra chính là ác nghiệp cướp đao mi chuyển công đức tác nghiệp liệt hỏa hắn khẽ quát một tiếng sau đầu bỗng nhiên hiển hiện tầng bốn công đức kim luân trùng thiên công đức bảo quang thậm chí chiếu sáng bầu trời đen theo lấy hắn một tiếng rơi xuống công đức bay vào ác nghiệp cướp đao bên trên lại trong khoảnh khắc bốc cháy làm uy nghiêm đáng sợ nghiệp hỏa kim chưa chốn mắt mắc mùng tầng bốn công đức kim luân người mẹ nó đa bổ ta người này ngươi quỷ luyện chi lại có nhiều như vậy tâm ta thủ đoạn, tuyệt không có khả năng công đức ra thân a. Nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia lợi lờ nghiệp hỏa tiểu đao đã cùng hắn oanh ra đoạt thọ huyết mâu đâm vào một chỗ. Oanh, Mãi liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đoạt thọ huyết mâu trong chớp mắt nổ thành vô số mảnh vụn, Thọ quỷ hét lên một tiếng, ngay tại chỗ bị nghiệp hỏa đốt thành khói xanh. Ác nghiệp cướp đao thế đi không giả tốc độ ngược lại bạo tăng, sau một khắc, ngay tại chỗ bắn thủng lồng ngực Kim Chiêu, Kim Chiêu trợn tròn trong mắt khó có thể tin, ngươi, hắn vô ý thức thoát ra nguyên anh thi triển thuấn di, muốn chạy trốn, nhưng mà sát hồn tự không khạc khạc cười lạnh, thôi động sớm đã chờ đợi đã lâu sát hồn sách đột nhiên cuốn quanh mà đi, nguyên anh tiểu nhân trực tiếp bị chăm chú chói chặt lên, căn bản là không có cách bỏ chạy. một bên khác, lang túc nổi giận gầm lên một tiếng, lấy bản mệnh pháp bảo tự bạo để đánh đổi, cơ hồ đen tiểu long nổ đến vỡ nát, nhưng đầu hắn cũng bị tiểu hồn một quyền xuyên thủng, nó nguyên anh muốn bỏ chạy chốc lát liền bị hai tay cùng bốn tay bắt sở huyền thò tay một chiêu ác nghiệp cướp đao đống nhật nào âm xương bình châu pháp bảo đều lần nữa trở lại túi chữ vật nguyên anh tu sĩ thi hải nguyên anh đều phân biệt đi dưỡng thi thác cùng giả thiên tán chủ nhân tiểu long chết tiểu hồ nâng lên tiểu long anh hùng mảnh vụn đi tới bên cạnh sở huyền có chút tiếc hận sở huyền than nhẹ một tiếng ngược lại không thế nào tiếc hận tiểu long luôn luôn có phản cốt không tân thao hiệu lệnh chết cũng tốt vừa vặn dọn ra vị trí tới luyện chế lại một lần tốt hơn âm chi thu đầu vật đi thôi sở huyền phân phó một tiếng chờ đen nơi đây dọn dẹp không còn một mống phía sau liền đánh ra một đoàn huyết sắt âm hỏa mọi lửa màu tím đen bốc cháy ra rất nhanh liền đem chọn cái lọc phượng sơn bao phủ bất luận cái gì chiến đấu dấu tích cũng sẽ ở loại hỏa diễm này phía dưới cháy hết sạch thừa dịp bóng đêm sở huyền về tới hắc sát phong hắn trước tiên mở ra những cái này nguyên anh tu sĩ túi chứa vật xem xét bất qua những tu sĩ này nội tình hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn ít tít đến thương cảm không biết còn tưởng rằng là cái gì kim đan tu sĩ cho lên nguyên anh tu sĩ bề ngoài đi ra giả danh lừa bịp đây loại trừ kim chiêu cái kia năm cái nguyên anh tu sĩ trong nhẫn chữ vật đồ vật gộp lại đều không có gì trói sáng cũng liền là sơ qua mở rộng một thoáng sở huyền linh thạch dự trữ mà thôi cận tiện sau đó bố trí trận pháp tiêu hao về phần bọn hắn pháp bảo pháp thuật đều không cách nào để sở huyền hai mắt tỏa sáng có nguyên anh tu sĩ thậm chí còn tại dùng kim đan kỳ pháp thuật cái này cũng không khó lý giải cuối cùng vẫn chỉ là nguyên anh một tầng ta người này túi chữ vật sở huyền lật xem kim chưa túi chữ vật pha giác mộ kinh ngạc người này linh thạch phù lục đang dược dự trữ rất là đầy đủ có một chút phù lục đang dược rõ ràng không phải bắt nguồn từ bắc hàn còn có một chương tri âm tông đại trận bản đầu nhìn tới chính xác có cao nhân tương trợ sở huyền chợt nhớ tới cái gì sơ qua lật một cái rất mau tìm đến thượng quan hạo túi chữ vật sơ qua đối chiếu một phen trong lòng hắn lập tức sáng tỏ đây là hạo nhiên kiếm tông phù lục cùng đan dược phong cách hoàn toàn tương tự sở huyền vuốt vay cẳng như có điều suy nghĩ hạo nhiên kiếm tông chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ viện trợ thương huyền tinh cấp 4 tông môn hẳn là lân hồi thần giáo hạ lệnh hạo nhiên kiếm tông vậy mới vượt cấp xuất thủ ở trong đó liền rất là ý vị sâu xa vũ hóa thiên cung là thương huyền tinh bá chủ khoảng cách kim hồng tông cũng gần vì sao luân hồi thần giáo không cho vũ hóa thiên cung hạ lệnh để bọn hắn viện trợ kim hồng tông ngược lại để hạo nhiên kiếm tông xuất thủ giúp một tay chẳng lẽ là luân hồi thần giáo không tín nhiệm vũ hóa thiên cung vũ hoa thiên cung vũ linh chân nhân từng bị luân hồi thần giáo xuất khiếu lão tổ một tay chấn sát nói không chắc vũ hoa thiên cung sẽ bởi vì việc này đối luân hồi thần giáo sinh lòng hận ý sở huyền nghĩ đến đã từng một việc trong lòng sáng tỏ thông suốt bắc hàn nang hoang đông châu tây châu đều có tông môn xuất thủ cưỡng ép thống nhất hẳn là luân hồi thần giáo ý tứ trước mắt tạm thời còn không nhìn thấy hám thiên thần tông động tĩnh bất quá sở huyền cảm thấy hám thiên thần tông hẳn là biết trực tiếp tìm vũ hóa thiên cung như vậy thế cục liên sáng tỏ ta cắt lang bắc hàn nhất thông xu thế việc này tất nhiên sẽ bị một ít người chú ý tới chắc hẳn qua lúc liền nên có người tới cửa a à? sở huyền cười khẽ lên hám thiên thần tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này cái này ngũ quỷ đoạt thọ pháp cũng không tệ tiêu hao thọ nguyên luyện chế thọ quỷ thọ quỷ có thể tăng mạnh uy lực pháp thuật còn có thể lấy thọ quỳ cướp đoạt người khác thọ nguyên phúng dưỡng bản thân hắn tại kim chưa túi chữ vật trong góc tìm được một mai công pháp ngọc giản vừa ý vật đầu cái kia luyện chế âm chi cái này kim chiêu khi còn sống tu luyện qua luyện thể thuật vừa vặn dùng tới luyện chế âm chi sở luyện theo trong dưỡng thi tháp lấy ra kim chiêu trì hải phía trước tu vi còn kém thời gian đều là dùng người giống luyện thi dạ kia oán khí sâu nặng luyện thành âm chi thực lực tự nhiên cường hãn chút ít nhưng bây giờ hắn đã là nguyên anh đại tu tự nhiên không cần lại lấy người sống luyện chi kim chiêu cổ thi hài này chính là tuyệt hảo luyện chi vật liệu bây giờ tay ta đầu luyện thi pháp cũng là không ít nguyên anh tu sĩ thi hài cũng thật nhiều vừa vặn chọn lựa một loại đặc biệt luyện chi pháp nhiều hơn thử nghiệm trong đầu sở huyền hiện lên mấy loại luyện chi pháp cuối cùng tuyển định một loại tên là thiên âm cổ chi pháp luyện chi pháp pháp này là hắn chém giết lãnh hàn xương theo nó trong túi chữ vật đựng đến hẳn là lãnh hàn xương chém giết ma đạo tu sĩ chiến lợi phẩm pháp này tính sáng tạo đem cổ trùng cù âm chi kết hợp với nhau cuối cùng luyện thành âm chi cũng được xưng là cổ chi, bất quá. Sáng tạo pháp này ma đạo tiền bối cũng chỉ là sáng lập bộ phận mà thôi. Bởi vì đối cổ trùng không hiểu nhiều, không có thể đem nó triệt để hoàn thiện. Sở huyền lực lại cũng không để ý. Hắn đối cổ trùng, ông chi đều có xem qua, vừa vặn có thể nhân cơ hội này nhiều hơn thử nghiệm. Ngược lại nguyên anh tu sĩ thi hài khá nhiều, coi như thất bại mấy lần, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là thành công, liền có thể đạt được một đầu cổ thi. Đây mới là khiến sở huyền là hưng phấn nhất chỗ, bất trí bất giác bỗng nhiên lại có năm đó thân ở vô cực tông vui đầu nghiên cứu bàng môn tả đạo sức mạnh sở huyền cười khẽ vài tiếng lập tức lấy ý niệm cấu kết chư thiên kính trở lại hải lam tinh vui đầu nghiên cứu cái này thiên âm cổ thi pháp sau mấy ngày kim chiêu lang túc la hoa chờ nguyên anh tu sĩ mất tích lúc này mới bị chính đạo tông môn biết được kim đan các tu sĩ nổi điên cho sư tôn của bọn hắn truyền âm những cái này truyền âm lại như là một đi không trở lại đồng dạng hoàn toàn không có đáp lại nguyên anh tu sĩ tựa như là định hải thần châm bọn hắn cũng là đỉnh cao nhất chiến lực một khi không còn nguyên anh tu sĩ tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian vũ quốc tam ma tông bên này trịnh cực quan thống vạn hồn cũng đều phát hiện khác thường bắt đầu tính thăm dò tiến công bọn hắn cũng lo lắng chính đạo liên minh có phải hay không đang chơi một loại cực kỳ mới lạ mưu kế điểm nhấn chính một cái mất tích liền chờ bọn hắn mắc câu tam ma tông thế công sở huyền không có quá mức để ý ngược lại sớm muộn đều có thể đẩy ngang hắn còn tại tĩnh tâm luyện chế cổ chi lúc trước luyện chế hai cỗ cổ chi đều thất bại hoặc là cổ trùng đem âm chi ăn hoặc là cổ trùng cùng âm chi tương tính không hợp cuối cùng bị âm chi cường đại nhục thân giết chết thì trung không thể xuất hiện cổ trùng tâm chi hoàn nghĩ dung hợp cục diện không được sở huyền tha nhẹ một tiếng hắn bây giờ có những cổ trùng này cơ hồ đều lạc hậu huyết phong phía sau còn khá tốt nó sản xuất ong thợ ong độc hỏa phong tần phong chờ huyết phong đều có chút tác dụng về phần huyết cư ti linh hải tử dưỡng niệm trùng bọn chúng cung cấp bổ trợ thì đã ít ỏi nếu như không thể lại truyền, tương lai sớm muộn có một ngày muốn đào thải cổ trùng chi đạo cũng không nông cạn sở huyền cười khổ một tiếng lúc trước ý nghĩ của hắn quả thực có chút tự đại Nhưng gia hóa thần ma tu đều không thể chọn vẹn cải thiện thiên âm cổ thi pháp hắn lại như thế nào có thể thay đổi hoàn thiện hơi trước lấy kim cương luyện chi pháp đem kim trêu luyện thành âm chi nói sau đi sở huyền dựa theo phía trước trình tự làm việc nhanh chóng luyện chế luyện chi dược dịch, lại đem kim chiêu chi hài xuyên vào trong đó. Lúc trước hắn thí nghiệm thiên âm của thi pháp, dùng đều là cái khác nguyên anh tu sĩ thi hài. Kim chiêu nhục thân cường hãn một chút, tương đối khó được, mới để lại xuống tới. Sở Huyền tâm niệm vừa động, Đen thần thức dò vào cái kia cái thứ ba trong thế giới. Quả nhiên, hắn còn tại cái kia mờ tối trong động phủ. Khoảng thời gian này, hắn cũng thường xuyên quang tới tầm mắt, đáng tiếc bao nhiêu năm như một ngày, mệnh trung chú định may mắn thủy trung không có tới. Ta, tiếng gì? sở huyền chợt nghe thanh âm huyên náo hắn lộ ra thần thức vướng về chỗ không xa nhìn lại bất ngờ phát hiện một cái tạo hình kỳ lạ sinh linh cái này sinh linh bất quá khoai tây lớn nhỏ sinh ra sau cái dài mảnh chân người khoác màu nâu đỏ cứng rắn giáp xác nhưng lại sinh trưởng bộ lông màu xám còn có dài mảnh đuôi thế nào nhìn thế nào như dán chuột sở huyền thần sắc kinh dị vật nhỏ trưởng thành đến con thẳng độc đáo sở huyền ngược lại thật cao hứng hắn lúc trước kêu gọi cuối cùng có đáp lại con thật mẹ nó tới chỉ thử thử. Tiểu gia hỏa, mau tới nơi này, có ăn ngon nha. Sở huyền lộ ra thần thức, tận lực muốn chế tạo ra một chút âm hưởng tới. Chỉ tiếc, sở huyền thần thức tại nơi này bị áp chế đến rất là lợi hạn, dù cho thần trí của hắn cường đại dị thường, cũng không cách nào cách không nhất vật. Chế tạo một chút vàng động, cũng đặc biệt khó khăn. Khoảng thời gian này, sở huyền thường cách một đoạn thời gian liền đem thần thức để ở chỗ này, cũng là tích chữ mấy phần rè luyện ý nghĩ của thần thức. Nơi đây đối với thần thức áp chế, Kỳ thực cũng là một loại tôi luyện, thời gian lâu dài, thần thức cũng sẽ biến đến bộc phát cứng cỏi. Tôi luyện thần thức thủ đoạn cũng không nhiều, như vậy an toàn thủ đoạn thì càng ít. Sở Huyền từ trước đến giờ rất hiểu phải đen nắm cơ hội. Một hồi lâu, cái kia tạo hình cực giống rắn chuột ra hỏa, đều từ đầu đến cuối không có tới gần chư thiên kính mảnh vụn, chỉ là ở chung quanh dạo chơi một vòng, liên biến mất tại Sở Huyền thần thức trong phạm vi. Thảo. Sở Huyền thầm mắng một tiếng, đây chính là khó được bị thử thử ngậm đi cơ hội a, phải biết cho đến tận này hắn với cái thế giới này nhận thức vẫn là không lại qua một hồi lâu cũng không thấy rán chuột xuất hiện lần nữa sở huyền đành phải ổn định lại tâm thần tôi luyện thần thức một ngày hai ngày ba ngày nơi đây ngày đêm cùng hải lam tinh khẳng định khác biệt trong lòng sở huyền ngày đêm quan niệm là dựa theo hải lam tinh bên này so sánh hắn phát hiện tách mỗi mấy ngày cái kia rán chuột liền ra tới lắc lư một hồi tựa như tại giò xét lãnh địa có một lần thậm chí phát hiện hai cái rán chuột cùng nhau xuất hiện sở huyền xem chừng các độc phủ này hẳn là một nhóm gián chuột địa bàn, xung quanh chỗ không xa. Có lẽ có cái gián chuột xào huyệt, bọn chúng nhiều lần xuất hiện, chỉ vì tìm kiếm đồ ăn, chờ một chút đi. Sở huyền bất đắc sĩ cười một tiếng, đem tạp nghiệm quên sạch sành xanh, xanh, tiếp tục rèn luyện thần thức, thương huyền tinh, bắc hàn. Trên một ngọn núi cao, một đạo áo đen thân ảnh quan sát chính đạo liên minh binh bại như núi đổ chiến cuộc, mỉm cười, có chút ý tứ. Ta vốn cho rằng bắc hàn không có xem cơ hội, không nghĩ tới những cái này nguyên anh tu sĩ lại trong một đêm biến mất không còn tam tích không ra bất ngờ vũ quốc tam ma tông tất nhiên sẽ nhất thống bắc hàn ngươi áo đen vừa ý gật đầu vũ quốc tam ma tông mạnh nhất là tri âm tông độc cổ tông kém hơn yếu nhất là vạn hồn tông trong đầu của hắn hiện lên liên quan kim chiêu triện cực quan thống vạn hồn đám người tình báo kim chiêu lang túc la hoa đám người trong một đêm biến mất tất nhiên là thân tử đạo tiêu có thể giết được bọn hắn sáu cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngươi xuất thủ tất nhiên là nguyên anh trung kỳ hơn nữa nhất định là thực lực hùng hậu nguyên anh trung kỳ tu sĩ trịnh cực ba người cũng có thể che giấu thực lực ta muốn đích thân tới cửa mới có thể nhìn ra thật giả tới cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ mới là đáng giá nhất đến lôi kéo người người áo đen suy tư chốc lát trong trước mắt biến mất không còn tâm tích mấy ngày sau sở huyền nhận được vạn hồn lão nhân tin tức có một lạ lẫm nguyên anh tu sĩ tới cửa tặng cho không ít nguyên anh kỳ đang dược cùng phù lục lại không yêu cầu gì trong nháy mắt liền tiêu sái rời đi vạn hồn lão nhân còn nói người này đã liên tục xuất hiện tại chi âm tông cùng độc cổ tông cũng là đồng dạng đưa lên không ít đan dược cùng phù lục đồng dạng không đưa ra yêu cầu gì loại này động tác khiến trịnh cực quan thống vạn hồn đều cực kỳ khó hiểu hết thảy miễn phí quà tặng lễ vật đều sớm đã trong bóng tối đánh dấu giá cả những đan dược này cùng phù lục đối bọn hắn rất hữu dụng nhưng bọn hắn không dám dùng thiên hạ không có cương trương miễn phí Bọn hắn đều đã tu đến nguyên anh tu sĩ hàng ngũ, loại này đạo lý tự nhiên đã sớm biết, Sở Huyền đạt được tin tức này, ngược lại dâng lên một chút hứng thú. Tình báo của hắn mặt sau so vạn hồn đám người càng rộng, hơi suy tư một phen, liền có thể đoán được thân phận của người này, Kim Hồng Tông là Hạo Nhiên Kiếm Tông ủng hộ, phía sau Hạo Nhiên Kiếm Tông là Luân Hồi Thần Giáo, cũng liền là Luân Hồi Thần Giáo ủng hộ Kim Hồng Tông nhất thống Bắc Hàn. Bây giờ Bắc Hàn chính đạo liên minh sụp đổ, mà đạo nhất thống Bắc Hàn chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này tìm tới cửa rất có thể là hám thiên thần tông phương diện người hắn phỏng trường đang nhức đầu là ai diệt chính đạo liên minh nguyên anh tu sĩ sở huyền cười khẽ lên hiện thân là không có khả năng hiện thân tất nhiên cũng không có khả năng vĩnh viễn không hiện thân nhưng bây giờ hiển nhiên không phải chủ động đi ra ôm lấy danh tiếng thời điểm chẳng cần biết hắn là ai liền để hắn buồn giàu đi a à. ta còn muốn tiếp tục cùng dán chuột đấu trí đấu dũng sở huyền lại đem lực chú ý đặt ở cái kia không biết thế giới hắn đặc biệt cố gắng rèn luyện thần thức chính là vì tận mình có khả năng chế tạo ra vang động tới. Tốt nhất có thể gây nên gián thuật chú ý, lại tới, Sở Huyền nghe được thanh âm huyền náo lập tức vui vẻ, hắn vội vã cố gắng thôi động thần thức, tận lực để chư thiên kính mảnh vụn lắc lư một cái, Len can. Cái này vang động tại tĩnh mịch trong động phủ, lộ ra nhất là chói tai, sạt lạc. Cái kia hai cái rán chuột như là nghe được đáng sợ động tĩnh, vội vã giấu lên. Sở Huyền cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, cái kia hai cái dán chuột mới cẩn thận từng ly từng tí lên trước xem xét chư thiên kính mảnh vụn tình huống theo góc nhìn của sở huyền có thể rõ ràng mà nhìn thấy bọn chúng trên mình lông giáp xác hắn chỉ có thể nói rất là xấu độc đáo một lát sau một cái dán chuột đem chư thiên kính mảnh vụn ngậm lên mà lưu hướng lấy chỗ tối chạy tới sở huyền kích động không thôi cuối cùng đem ta ngậm lên sư rán thuật tốc độ rất nhanh nó mạnh mẽ tại đá vụn ở giữa di chuyển rất nhanh liền đi tới mờ tối trong sào huyệt, theo lấy nó đi sâu. xung quanh xuất hiện rán chuột càng ngày càng nhiều. chờ một chút, sở huyền ý thức được không thích hợp, tiếp tục như thế. chính mình chẳng phải là càng phải lâm vào tối tăm không ánh mặt trời trong tình huống, xung quanh toàn bộ mẹ nó là rán chuột a. thất sách. sở huyền lập tức chấn động thần thức, muốn đen trừ thiên kính mảnh vụng theo cái này chết tiệt rán chuột trong miệng chấn ra đi. nhưng mà gia hỏa này giang lợi lại cắn đến cực kỳ chết, mặc cho sở huyền như thế nào chấn động liền răng cửa đều dao động nó đều sống chết không hái miệng lại chờ một lúc cá này rắn thuật đen chư thiên kính mảnh vụn ném vào đống đồ lộn xộn bên trong vậy mới quay người rời đi sở huyền nhìn chung quanh một chút khắp nơi là thối giữa rác rưởi không biết tác dụng khoáng kim loại vật còn có một chút chiếu lấp lánh tiểu đồ vật chắc hẳn cái kia rán chuột liền là nhìn chúng chư thiên kính mảnh vụn đang phát sáng mới đem đồ vật trở tới ngươi đã tê dần sở huyên chặt lưỡi từ lúc bước lên con đường tu chân đây là hắn lần đầu cảm giác mang lên đá đập chân của mình ngay sau tất diệt gián chuột cả nhà sở lão ma nhe răng trợn mắt lần đầu đối sinh linh nào đó sinh ra hận ý tiếp xuống một đoạn thời gian hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng gián chuột lui tới hỏa cách hiện thân người phía trước cơ hội lại bộc phát mong manh hắn đành phải tiếp tục tôi luyện thần thức sở huyền thậm chí có chút hoài nghi cái này không biết thế giới có phải là không có loại người sinh mệnh có trí tuệ. ngay tại sở huyền có chút bất đắc dĩ dự định bước ra lúc rời đi lại nghe được đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm sạc Nham Thạch bị bỗng nhiên đập nát, gián chuột xào huyệt bạo lộ tại Dương Quang bên trong. Gián chuột nhóm lập tức bốn phía chạy trốn. Một cái tạo hình giữ tận cự trùng rũi ra rác hút, mặc sức thao thiết, đen nơi đây gián chuột quét ngang trong không. Chư Thiên kính mảnh vụn chỗ tồn tại trong chất tạc phật động cuột cũng bạo lộ trước người. Một cái đại thủ rũi vào, một cái ngạc nhiên âm thanh thao sát lấy vàng lên, nhưng thanh âm của hắn rơi vào sờ huyền trong lỗ tai, liền cùng tiếng chim không có gì khác biệt, nửa chữ cũng nghe không hiểu nhưng vô luận như thế nào sở huyền đều thật cao hứng nghe nó cuối cùng gặp phải ngươi sống a à. mượn nhiều tia sáng sở huyền thấy rõ người nói chuyện ngoại hình đây là một cái trai trai thiếu niên làn da rất trắng vóc dáng thấp bé hắn mặc màu nâu bằng da làm thành quần áo thân thể yếu hại bộ vị còn có cứng rắn màu xám giáp xác bảo vệ người này bên hông có một cái lấy dây lao biên chế tiểu sọt bên trong chứa mấy cái rán chuột về phần cái kia ngay tại mặc sức thao thiết cự trùng thoạt nhìn như là một cái du diên chỉ bắt quá hình thể so với du diên muốn lớn tạo hình cũng càng thêm làm người ta sợ hãi một chút sở huyền trông thấy thiếu niên kia đại thủ tại gián chuột trồng chất tạp vật trong huyệt động móc một hồi lâu mỗi khi móc ra một vài thứ hắn đều sẽ chuyển ra ngạc nhiên tiếng kêu thẳng đến hắn hón tay chạm đến chư thiên kính mảnh vụn đột nhiên bị đâm thủng hắn mới đột nhiên thu ngón tay lại tiêu diên một tiếng sợ hãi cái kia ngay tại cho thiết cự trùng nghe tiếng cảnh giác lên vội vã tiến đến bên cạnh thiếu niên trong lòng sở huyền lục bộc một tiếng vội vã nhìn về phía chư thiên kính mảnh vụng, hắn nhìn thấy thiếu niên một giọt máu tươi ngay tại trên mặt kính nhấp nhô nhưng rất nhanh liền lan qua một bên đi thâm nhập đến trong thổ nhỡ hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hãy lắm con tưởng rằng lại muốn lê diễn nhỏ máu nhận chủ lão cầu đoạn đây vậy coi như thật phiền phức chính mình thật tốt muốn trở thành trong chiếc nhẫn lão ra ra chiêu cố tiểu tử này cả một đời thiếu niên dùng một khối tàn tạ ra lông bao khỏa tay cầm móc ra một đống lớn đồ vật chư thiên kính mảnh vụng cũng tại trong đó sở huyền vậy mới cuối cùng được thấy ánh mặt trời. Chỉ bất quá. Hắn nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện cũng không tồn tại bầu trời. Chỗ cao vẫn như cũ là đen kịt nham thạch vòn trời. Cái kia cái gọi là dương quang, kỳ thực chỉ là sinh trưởng tại trên vách đá phát quang nấm tắn phát quang mang mà thôi. Thiếu niên nhìn kỹ chư thiên kính mảnh vụn nhìn một lúc lâu, lầm bầm vài tiếng. Hắn đột nhiên cầm lấy mảnh vụn, muốn đem cái tổn thương này đồ vật của mình xa xa ném ra bên ngoài. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhét vào trong túi, Sở huyền thầm mắng một tiếng nếu là tiểu tử này thật đem mảnh vụn ném ra bên ngoài chính mình lại đến tại tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong nghỉ ngơi mấy chục năm may mắn may mắn ngàn vạn đừng làm việc ngốc ta thế như ngươi kim thủ chỉ a à. sở huyền tuy là bị thiếu niên cất tại trong túi nhưng thần trí của hắn có thể lộ ra chư thiên kính mảnh vụn nhìn thấy chung quanh trong phạm vi một trượng tình huống quả nhiên như hắn chỗ liệu thiếu niên này ngay tại tiếp tục phá hoại rán chuột sao huyệt mỗi bắt đến một cái rán chuột đều muốn tỉ mỉ phân biệt thoáng cái cuối cùng chỉ có hai cái rán chuột bị hắn ném vào biên hông dây leo sọt bên trong còn lại đều vào cái kia cự trùng miệng lúc này thiếu niên truy tìm lấy rán chuột bước chân cũng đột nhiên phát hiện lúc trước cái động phủ kia hắn ngạc nhiên một đầu vọt vào hắn lật qua lại những cái kia mảnh xương lộ ra vẻ chấn động sở huyền lúc này cũng mới nhìn thấy những cái kia mảnh xương bên trên bất ngờ khác với không ít cổ quái hoa văn khá giống là văn tự thiếu niên một mực đắm chìm tại mảnh xương bên trong qua một hồi lâu mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng phản ứng lại hắn lấy ra một cái mềm mại áo da đem những cái này mảnh xương cẩn thận từng ly từng tí đặt đi vào sắt mình giấu kỹ chẳng lẽ là võ công tuyệt thế sở huyền nhìn thấy thiếu niên cử chỉ như có điều suy nghĩ lúc này thiếu niên gầm nhẹ một tiếng cái kia ngay tại bắt xiết còn xuất lại dán chuột cự trùng liền ma lưu trở lại bên cạnh hắn một người một trùng dọc theo lúc tới đường trở về sở huyền đi theo thiếu niên tại ẩm ướt chặt khít trong thông đạo dưới lòng đất quạo trái quạo phải cuối cùng trước mắt mới rốt cục xuất hiện ánh sáng theo lấy thiếu niên một bước phóng ra trước mắt sáng tỏ thông suốt sở huyền đi tới một cái càng lớn trong động quật thái dương đây sở huyền rất là nghi hoặc theo một cái động quật đến một cái khác động quật từ nhỏ động đến đại động chẳng lẽ đây chính là cái động quật thế giới che lấy thiếu niên tiến lên con đường phía trước biến đến bằng phẳng rất nhiều ven đường thậm chí còn đâm yên tĩnh bốc cháy bó đuốc lại chờ một lúc sở huyền nghe được tiếng người thiếu niên cũng bước nhanh hơn một cái quy mô không lớn làng sóng vậy mới xuất hiện tại sở huyền trước mắt làng sóng bên trong mọi người lui tới đều bề bộn nhiều việc thiếu niên nhìn lên vóc dáng thấp bé nhưng cũng không ít người so sánh lại đều có vẻ hơi cao lớn sở huyền phòng chừng người nơi này khả năng trời sinh liền không thế nào cao lớn trong chốc lát thiếu niên về tới một cái vạch đỏ xây thành ốc xá bên trong sở huyền không khỏi đến nhíu mày cái bộ lạc này bên trong ốc xá đại bộ phận đều là đá đáp lên mà thành tương đối đơn sơ thiếu niên ốc xá cũng là lấy gạch đỏ xây thành so sánh những tảng đá kia óc xá hiển nhiên hào hoa rất nhiều nhưng vì sao thiếu niên này lại muốn chính mình ra ngoài săn giết rán chuột địa vị cùng hành động không xứng tất có kỳ quặc bắt qua bây giờ tin tức quá ít sở huyền cũng không cảm thấy chính mình có thể suy đoán ra cái gì tới vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng lúc này thiếu niên đã khóa cửa lại đóng kỹ cửa sổ con dùng đồng côn đè vào phía sau cửa làm xong những cái này hắn mới đưa những cái kia mảnh xương lấy ra tới như là đối đãi chân bảo đồng dạng nâng trong tay tỉ mỉ xem đọc được hương phấn thậm chí sẽ tiểu nhảy dự lên trong miệng lồng bổng một chút khó hiểu khó hiểu âm tiết sở huyền không hiểu cái thế giới này ngôn ngữ chỉ có thể kiên nhẫn ngay tiếp hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ chỉ cần nghe tới ngôn ngữ đủ nhiều chậm rãi cũng liền có thể hiểu cứ như vậy hắn cùng thiếu niên chung sống 10 ngày 10 ngày này bên trong hắn nhìn thấy thiếu niên ban ngày đi trong bộ lạc trên lớp học khóa buổi tối trở về liền xem mảnh xương đói thì ăn sắc hương vị toàn kém cháo thịt khát liền uống trong vạc nước cái kia cự trùng một mực nằm tại bên giường thường cách một đoạn thời gian liền chính mình mở ra dây lao sọt ăn một cái rán chuột cũng là rất khéo léo tô nương lớn sáng rực gạch đỏ trong thạch thất hơn 30 tên thiếu niên nhóm mùi tại vị trí của mỗi người túc năm túc ba hưng phấn giao lưu thiếu niên cũng tại trong đó chỉ bất quá không có người nói chuyện cùng hắn hắn chỉ là chính mình một thân một mình tại trong góc ngủ ra ngủ gật chẳng được bao lâu một tên dâu tóc bạc trắng thân hình cao lớn tạo giả nhanh chân như sao băng đi vào thạch thất một tên thanh niên anh tuấn lập tức đứng dậy gặp qua chu phu tử các thiếu niên đi theo cất cao giọng nói gặp qua chu phu tử lão nhân nhìn quanh toàn trường nghiêm khắc nói hôm qua ta để các ngươi ôn tập kiến thức đều ôn tập ư ôn tập các thiếu niên kỳ thanh trả lời lão giả hừ lạnh một tiếng chúng ta liệt hỏa nghĩ bộ lạc lệ thuộc vào cái nào cỡ trung bộ lạc cái nào cỡ lớn bộ lạc liệt phi ngươi đến trả lời một thiếu niên trả lời ngay chúng ta liệt hỏa nghĩ bộ lạc là cỡ nhỏ bộ lạc lệ thuộc vào cỡ trung bộ lạc phệ lôi nghĩ bộ lạc phệ lôi nghĩ bộ lạc thì lệ thuộc vào cỡ lớn bộ lạc thánh nghĩ bộ lạc lão giả tán thưởng gật gật đầu không tệ hắn lại nói Trung sư cận kẽ cấp bậc là cái nào mấy loại liệt giai ngươi đến trả lời một cái thiếu nữ đứng dậy nhát gian như cái nói Trung sư cấp bậc là lấy khoáng vật tới đặt tên thấp nhất vàm thanh đồng cấp lại hướng lên làm bạch ngân cấp hoàng kim cấp bạch kim cấp toàn thạch cấp mỗi cấp còn chia làm thượng trung hạ tam đẳng toàn thạch cấp bên trên còn có độc nhất vô nhị phong hào trùng sư chỉ có những cái kia thành danh đã lâu công tích hiển hách cường giả mới có thể đạt được vương ban thưởng phong hào lão giả vượt ý gật đầu không tệ nhớ đến rất rõ ràng liệt sai đỏ mặt cười cười vậy mới ngồi xuống lão giả quét một phong tiếp tục nói tiếp qua 10 ngày các ngươi liền muốn mở ra trùng khiếu ai có thể nói cho ta trùng khiếu có tác dụng gì hắn ánh mắt thoáng nhìn trong góc cái kia buồn ngủ thiếu niên không khỏi đến lộ ra nghiêm khắc Tiêu hỏa ngươi đến trả lời thiếu niên vụt một thoáng đứng thẳng người hắn ấp úng cũng không biết lão giả hỏi thăm cái gì chu quanh các thiếu niên đều một bộ xem náo nhiệt biểu tình sở huyền ngay tại ngực hắn trong bao vải thay thế không khỏi đến nâng chán mỗi ngày thức đêm lĩnh hội tiền bối lưu lại kinh thư lên lớp bị lão sư phát hiện a à. ngày đó đánh vỗ dán chuột xào huyệt đen chư thiên kính mảnh vụn mang ra thiếu niên liền tên là tiêu hỏa khoảng thời gian này sở huyền một mực tại nghe tiêu hỏa lầm bầm lầu bầu chậm rãi cũng hiểu phương thế giới này ngôn ngữ cùng chữ viết lúc này mới có thể nghe hiểu lão giả cùng các thiếu niên lời nói thanh niên anh tuấn cười quái dị nói tiêu hỏa ngươi liền vấn đề đơn giản như vậy cũng sẽ không ta nhìn ngươi vẫn là đừng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ ta ngại mất mặt lão giả nhíu mày liệt dũng quên lên lớp ngày đầu tiên lời ta từng nói không được đối với tộc nhân ác ngôn đối mặt thanh niên không thèm để ý chút nào chỉ là hướng lão giả nói xin lỗi liệt dũng biết sai lão giả lại lần nữa nhìn về phía tiêu hỏa thần sắc nghiêm khắc, lại lên tiếng nhắc nhở, "Tiêu Hỏa, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, trung khiếu có tác dụng gì?" Tiêu Hỏa vậy mới phản ứng lại, vội vàng nói, "Trung khiếu là chúng ta bẩm sinh thiên phú. Trung khiếu càng nhiều, có thể thuần phục yêu trùng thì càng nhiều, ít nhất phải có một cái trùng khiếu mới nắm giữ trở thành trùng sư tư cách." Lão giả hừ lạnh một tiếng, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần tình, biết liền tốt, tộc trưởng để cho ta tới truyền thụ việc học, là hy vọng ta liệt hỏa nghĩ bộ là các huynh đệ đều có thể thật tốt tu luyện lấy thành đại khí, tiêu hỏa. Sau đó như lại để cho ta phát hiện ngươi tại trên lớp học ngủ và ngủ gật, ngươi cũng không cần trở lại. Tiêu hỏa bị hù dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tục gật đầu, chu phu tử, ta biết sai rồi. Lão giả dưới đi tầm mát, tiếp tục nói. Tiêu hỏa vừa mới nói, đối với một nửa, bao năm qua lịch đại, 15 tuổi năm đó mở ra trùng khiếu ngươi, cũng chỉ có một nửa mà thôi. Mở ra trùng khiếu, cùng yêu trùng quyết định linh hồn khí ước, từ nay về sau yêu trùng tuyệt sẽ không phản bội, nếu không có trùng khiếu cũng có thể thuần dưỡng yêu trùng nhưng tương lai tồn tại phản bội khả năng lão giả lại nói có chút người không có trùng khiếu cũng muốn cùng yêu trùng quyết định linh hồn khí ước cuối cùng đi lên cùng yêu trùng đồng hóa đường rẽ các ngươi ngàn vạn không thể bắt trước được chúng thiếu niên tiếng nổ đáp lại lão giả hắng giọng một cái hôm nay nói chính là liệt hỏa nghĩ sở trường cùng điểm yếu cái này tuyết khóa là trọng biệt đối các ngươi tương lai ngăn địch rất có trợ giúp nghiêm túc ngay đang lúc hoàng hôn khóa trình kết thúc các thiếu niên nhộn nhịp rời đi lớp học liên dũng tại mấy cái thiếu niên vây quanh xuống treo bên cạnh tiêu hỏa đi qua hắn liếc tiêu hỏa một chút nhàn nhạt nói coi khinh chính mình người tất bị người khác coi khinh tiêu hỏa ngươi như vậy can chịu tại trên lớp học ngủ say như thế nào mới có thể trở thành trùng sư chưa có rơi phụ thân ngươi nằm đó uy danh thiếu niên khác cũng chế nhạo lên chưa bao giờ có người dám ở trên lớp học ngủ gàng ngủ gật hết có người dám làm như thế nay tại chỗ liền sẽ bị vị lão giả kia đuổi ra lớp học nếu không phải là bởi vì tiêu hỏa có phụ thân là một vị bạch ngân trùng sư chú phu tử làm sao cho hắn mặt mũi đã sớm cho hắn đuổi ra lớp học đúng vậy a à, bất quá tiêu hỏa phụ thân tiêu nhâm đã mất tích nhiều năm ta nhìn hắn đã sớm sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy tiêu hỏa một người có thể ở lại gạch đỏ phòng cha ta thèm muốn phá mỗi ngày cùng tộc trưởng la hét tầm ý suy nghĩ mua xuống tiêu hỏa gian kia gạch đỏ phòng các thiếu niên thấp giọng nghị luận tiêu hỏa tâm thanh vừa đúng có thể bị tiêu hỏa nghe thấy tiêu hỏa siết chặt nắm đống không nói lời nào chỉ có thể chậm rãi đi trở về nhà về đến trong nhà hắn té nằm giường một lát sau hắn thao dưới cái hối lấy ra một mảnh màu đỏ giáp sắc nhìn chăm chú thật lâu cha ta thật có thể kế thừa thiên phú của ngài mở ra trùng khiếu ư ba trùng khiếu đó là thiên tri tiêu tử ta không dám yêu cầu xa vời hai trùng khiếu cũng là thiên tài ta cũng không dám hy vọng xa vời chỉ hy vọng có thể mở ra một trùng khiếu không rơi nại uy danh Ngài thù ta còn chưa kịp báo ta nhất định phải trở thành trùng sư trong mắt tiêu hỏa thiêu đốt lên ý chí chiến đấu, nhưng ý chí chiến đấu chỉ thiêu đốt mấy chục tức, hắn liền ủi oài xuống tới, có thể mở ra mấy trùng khiếu, đều sớm đã mệnh trung chú định, khi con bé cha liền nói cho ta, thiên phú của ta không tốt lắm, phòng trường mở ra nửa trùng khiếu cũng đã là cực hạn của ta. Ta. Mệnh trung chú định a. À. Ta vẫn là tiếp tục xem vị kia lão tiền bối lưu lại hôi địa trùng bồi dưỡng pháp a. À. Hắn than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh cự trùng đầu, lại cho nó đốt một cái rán chuột liên tiếp tục lật đọc mảnh xương sở huyền nghe thấy tiêu hỏa hối hận âm thanh không khỏi đến lắc đầu như chính mình cũng không thể tin được chính mình người khác lại như thế nào dám tin tưởng hắn nhớ lại khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy như có điều suy nghĩ cái hang động này thế giới đen những cái kia dã ngoại mãnh trùng độc trùng đều xưng lại yêu trùng cái thế giới này có cỡ nhỏ bộ lạc cỡ trung bộ lạc cỡ lớn bộ lạc bộ nước dạng này thế lực hệ thống lại có thanh đồng cấp mãi cho đến toàn thạch cấp thậm chí phong hào cấp trùng xưa hệ thống hắn đặc biệt vững tin cái hang động này thế giới nhất định cũng có đặc biệt hoàn thiện yêu trùng bồi dưỡng hệ thống nếu có thể tiếp xúc đến có lẽ liền có thể suy luận tăng trưởng chính mình tại cổ trùng chi đạo bên trên tạo nghệ như tiêu hỏa thực tế quá yếu ta muốn thông qua hắn tiếp xúc đến cái thế giới này bồi dưỡng yêu trùng kiến thức bây giờ còn đặc biệt khó khăn ta lão già này ta không giúp đỡ không được a à. sở huyền bất đắc dĩ cười một tiếng trùng khiếu liền là trùng sư tư chất tu hành trùng khiếu càng nhiều có thể không chế yêu trùng cũng càng nhiều yêu trùng tốc độ tăng lên càng nhanh, cuối cùng cũng sẽ phụng dưỡng đến trùng sư trên mình. Thứ này chợt thoạt nhìn như là tu sĩ linh can, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại hoàn toàn khác biệt, không giống có chút hư ảo linh can, ngược lại càng giống là tu sĩ hậu thiên tu luyện ra được đặc thù bộ phận, cũng tỉ như sở huyền thể nội huyết trung năng, liền là đặc biệt làm xúc dưỡng của trùng mà ngưng kết. Cái này chẳng phải là nói, tu sĩ lấy công pháp ngưng tụ hậu thiên bộ phận, liền tương đương với những người này tiên thiên thiên phú. Nếu thật là như vậy, chính mình cho cái tiêu hỏa này truyền thụ huyết trùng thư, nói không chắc cũng hữu dụng. Sở Huyền lập tức bắt đầu căn cứ phương thế giới này thân thể của nhân loại cấu tạo, lần nữa cải tiến huyết trùng thư hắn sớm đã dùng thần thức quét nhìn tiêu hỏa thân thể, hắn phát hiện cái hang động này thế giới động quật người cùng thương huyền tinh phàm nhân, hải lam tinh nhân loại, hồn tinh hồn tinh người đều có chút thân thể cấu tạo bên trên khác biệt, nhất định cần có đối ứng cải tiến mới được, bằng không nhất định vô dụng, thậm chí còn khả năng có phản tác dụng, bất quá, Khuyết trùng thư cuối cùng chỉ là chút cơ kỳ công pháp, nguyên cơ chỉ dùng một ngày, hắn liền đem hắn cải tiến thành công. Được rồi, đây chính là càng thích hợp động quật bảo bảo thể chất công pháp, tranh thủ thời gian cho ta thật tốt tu luyện. Sở Huyền vừa ý vật đầu, hắn thôi động thần thức, lập tức để chư thiên kính mảnh vụn chấn động. Tiêu hỏa lúc này ngay, ngay tại lật xe mảnh xương, đột nhiên cảm nhận được trong ngực có đồ vật chấn động, hắn vội vã mở ra, bất ngờ phát hiện là khối kia tấm kính mảnh vụ phát ra động tĩnh. Ta, thứ này vốn là dự định cầm về mài dũa một chút lấy ra đi bán lấy tiền, chẳng lẽ có cái gì khác thường? Tiêu Hỏa thần sắc kỳ dị, Sở Huyền nghe vậy không còn gì để nói, không ngờ như thế ngươi đem tấm kính mảnh vụn mang về. Cũng chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, phía trên này rõ ràng hiển hiện văn tự, Tiêu Hỏa không rõ ràng cho lắm, đang muốn đem chư thiên kính mảnh vụn buông xuống, chợt phát hiện trên đó hiện lên từng hàng văn tự khai khiếu kinh tiêu Hỏa tỉ mỉ xem, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thứ này rõ ràng có thể mở ra một cái trùng khiếu, tuy là chỉ có thể mở ra một cái nhưng cũng vô cùng bất phàm tối thiểu tiêu hỏa cho tới bây giờ liền không nghe nói qua có loại này thiên hạ kỳ thư tồn tại lão tiền bối lưu lại bồi dưỡng pháp là liên quan tới hôi địa trùng hôi địa trùng rất dễ dàng đạt được nếu có thể chân chính bồi dưỡng lên cũng có thể trở thành ta một sự giúp đỡ lớn nhưng cái này khai khiếu kinh hiển nhiên càng hữu dụng tiêu hỏa lập tức tại giữa hai bên do dự sở huyền nhìn thấy hắn bộ này do dự thần tình không khỏi đến âm trầm lắc đầu do do dự dự còn thể thống gì hôi địa trùng liên là nơi đây động quật người đối với cái kia giống như dán chuột yêu trùng gọi hai khiếu kinh cùng hôi địa trùng bồi dưỡng pháp tướng so còn cần nghĩ đương nhiên là khai khiếu kinh càng trọng yếu hơn do dự hồi lâu tiêu hỏa mới cuối cùng lựa chọn khai khiếu kinh chỉ bất quá hai khiếu kinh chỉ ở chư thiên kính mảnh vụn mặt ngoài hiển hiện một lần tiêu hỏa căn bản không nhớ kỹ bao nhiêu sắc mặt hắn lo lắng vậy phải làm sao bây giờ ta không nhớ ký a sở huyền bất đắc dĩ đành phải đem thần thức ngưng tụ làm văn tự lại một lần nữa tại chư thiên kính mảnh vụn mặt ngoài hiện lên khai khiếu kinh văn tự tiêu hỏa vô cùng kinh hỉ tống kính này mảnh vụn còn rất tốt lạc hắn vội vã bắt đầu ký ức lấy thần thức ngưng kết văn tự là cái tinh tế sự việc trong vòng một ngày ta chỉ có thể làm hai lần sở huyền lắc đầu thu hồi thần thức hắn đôi cái tiêu hỏa này cảm nhận thực tế kém cực kỳ nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bóp mũi lại cho người này lần lượt hiển hiện khai khiếu kinh đồ đường nguyên anh đại tu là thành khổ lực biết bao làm người bất đắc dĩ càng làm cho hắn bất đắc dĩ là tiêu hoàng ngộ tính cũng rất bình thường hai siêu kinh hiển hiện hai lần người này mới nhớ kỹ một phần tư nội dung còn lại những cái kia còn đến sở huyền ngày mai tiếp tục lấy thần thức hiển hiện làm sao lại không phải cái siêu cấp thiên tài đây sở huyền cười khổ nếu muốn ở động quật này thế giới lại phát triển lớn mạnh thu hoạch đại lượng yêu trùng bồi dưỡng phương thức làm sao lại khó như vậy thôi được lại quan sát quan sát người này a à? như thật sự là không có thuốc chữa liền tìm cái cơ hội đổi ký chủ a à? sở huyền lắc đầu trở nên yên lặng thoáng chớp mắt sở huyền đem lực chú ý thu về thuận tay đi hồn tinh thu chút ít băng phách tiếp tục tu luyện huyền thiên băng phách thần quyền thời gian trống, thì nuốt ăn vi minh ngạc huyết nhục lấy tu luyện thiên luyện long tượng công rất nhanh 10 ngày liền qua động quật thế giới tuy là nhì không tới ngày đêm nhưng có một bộ từ trên số dưới ban bố số trung cổ động quật người đen nó trở thành thần trung mộ của tiếng chuông đại biểu sáng sớm tiếng chống đại biểu hoàng hôn sở huyền xem chừng cũng liền là tương đương với buổi sáng 7 giờ cùng buổi tối 7 giờ Giờ này khác này, liệt hỏa nghĩ bộ Lạc các thiếu niên tập hợp tại bộ Lạc trên quảng trường, tiên tĩnh chờ đợi. Một vị tóc mai trắng bạch, không giận tự uy trung niên nhân nhanh chân như sao băng đi đến các thiếu niên trước mặt. Các thiếu niên lộ ra vẻ tôn kính, đồng thanh nói: "Lập qua tộc trưởng." Tộc trưởng nhìn quanh một vòng, hãy lật đầu, hắn khoát khoát tay, mời trùng khiếu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, dư thừa nói nhảm ta cũng sẽ không nói. Ta chỉ nói một câu, chỉ cần có thể mở ra một trùng khiếu liền có thể đạt được bộ lạc sốc sức bồi dưỡng hết thảy tài nguyên ưu tiên cung ứng nếu như có thể mở ra hai trùng khiếu đem bị phong làm bộ lạc thánh tử hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ tộc trưởng trầm giọng nói liều kỹ liệt đằng tiền bối danh hào hắn liền là các ngươi tấm hương lời này nói xong tại trận các thiếu niên đều thần sắc phấn chấn tộc trưởng nói những lời này bọn hắn sớm đã có nghe thấy trong bọn họ rất nhiều người đều là trong bộ lạc phổ thông bình dân đã không ra thế cũng không thiên phú cũng chỉ có 15 tuổi mở trùng khiếu một con đường này, chỉ cần có thể mở ra một trùng khiếu, đi qua 7, 8 năm bồi dưỡng, chỉ ít có thể trở thành thanh đồng trùng sư, đó chính là bộ lạc trụ cột vững vàng, còn nếu là mở ra hai trùng khiếu, vậy thì càng là lợi hại, trong vòng 10 năm nhất định có thể trở thành bạch ngân trùng sư. Tương lai tất nhiên có thể tiếp nhận quyền hành, trở thành khống chế cái này liệt hoảng nghĩ bộ lạc tương lai tộc trưởng, liệt hoảng nghĩ bộ lạc tộc trưởng liệt tu, chính là một tên bạch ngân trùng sư. Liệt hoàng nghĩ bộ lạc, cũng liền chỉ xuất hiện qua một vị hoàng kim trùng sư, sớm tại 50 năm trước liền bị phệ lôi nghĩ bộ lạc cho chiêu mộ đi qua. Chính là tộc trưởng liệt tu vừa mới nói tới liệt nhảy, trong bộ lạc bộ, thường xuyên lấy liệt nhảy danh hào tới thúc giục các thiếu niên hăng hái hướng lên, trong đám người, tiêu hỏa cũng siết chặt nắng đấm, mắt lộ ra hướng về, sở huyền thời khắc chú ý động quật thế giới tình huống, bởi thế cũng đem tộc trưởng lời nói thu hết trong tay, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói nhảm nhiều quá, hắn không khỏi đến lắc đầu, liệt tu hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, mời liệt hỏa nghĩ tự đồng vừa dứt lời lập tức liền có bốn cái cường tráng hán tử mang một tòa to lớn đồng chất tượng đi ra cái này đồng chất tượng dài tới hơn cao hơn nửa mét điêu khắc chính là một đầu dữ tượng đáng sợ cự nghĩ cứ nghĩ dưới chân đốt lò trong miệng cũng phun ra hỏa diễm rất là sinh động như thật sở huyên nhìn cái kia liệt hỏa nghĩ tự đồng như có điều suy nghĩ khoảng cách quá gần hắn chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài không biết cái này tượng đồng bên trong nhưng hắn có thể nhìn ra cái này tượng đồng có chút kỳ dị hình như ẩn chứa yêu trùng tinh hồn hẳn là động quật này thế giới cường giả lấy bi pháp luyện chế ra tới chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường trùng khiếu tư chất đồ vật sở huyền như có điều suy nghĩ lúc này liệt tu cất cao giọng nói mở ra trùng khiếu người theo thứ tự lê trước đưa bàn tay đặt tại tượng đồng mặt ngoài nói xong liền lui sang một bên cùng bộ lạc các trưởng lão đứng chung một chỗ liệt tu dùng cái màu sắc giang dấp hơi có vẻ trẻ tuổi lục trưởng lão liền đi lên phía trước đứng ở tượng đồng bên cạnh đúng Trung thiếu niên trầm giọng trả lời, lập tức xếp thành hàng. Cái thứ nhất thiếu niên lập tức lên trước, hắn hít sâu một hơi, mới thần sắc thấp thỏm đưa bàn tay ấn đi lên. Liệt Hoàng nghĩ tự đồng lấp lóe mấy lần, quang mang tràn vào thiếu niên thể nội, sau một lát lại trở lại tượng đồng nội bộ, cuối cùng ở đầu vị trí vầng sáng lên một khoa ảm đạm vô quang điểm sáng. Lục trưởng lão liếc qua, liền bình tĩnh nói: "Trần Bách, không trùng khiếu, không hợp cách. Đi bên trái." Thiếu niên kia trong nháy mắt tựa như là bị rút đi tinh khí thần, Ngươi ngô đi tới tượng đồng bên trái. Cái thứ hai thiếu niên thao sát lấy lên trước, thần tinh kích động ấn, liên tay cầm, cùng lúc trước đồng dạng. Liệt Hoa nghĩ tự đồng lấp lóe mấy lần, cuối cùng tại đầu vị trí vầng sáng lên một cái có chút quang mang điểm sáng. Lục trưởng lão gật đầu, liệt loan, nửa trùng khiếu, nghiễn cưỡng hợp cách. Đi bên phải a, thiếu niên này kích động không thôi. Hướng tộc trưởng cùng các trưởng lão liên tục cúi đầu, đi đến bên trái, nửa trùng khiếu cũng được, có lẽ là có chút bí pháp, có thể mở rộng trùng khiếu nhưng chỉ có thể sơ sơ mở rộng nếu không có trùng khiếu thì không có biện pháp sở huyên nhìn xem cảnh tượng bực này đáy lòng dâng lên hứng thú nồng hậu một cái lạ lẫm lại trước xong như một với bản thân mình hệ thống tu luyện có thể nào không gọi người cảm thấy hứng thú chỗ cao liệt tu cùng các trưởng lão ngồi cùng một chỗ vừa quan sát các thiếu niên một bên tùy ý trò chuyện liệt phong trưởng lão nhà ngươi hài tử liệt phi không tệ một trùng khiếu cái thứ hai cũng tản ra ánh sáng nhạt cơ hồ đạt tới nửa cái liệt tu hướng bên người gian mua hắn tử mỉm cười nói bên cạnh trưởng lão cũng nhộn nhịp hướng vị trưởng lão kia chúc mừng liệt phong cười đắc ý mà miệng lại khiêm tốn cực kỳ hai từ nay trời sinh mạnh hơn may mắn mở ra một trùng khiếu nếu là liền một trùng khiếu đều không có te rằng đều muốn tìm cái chết đi hắn lại nói ta nhìn ngũ trưởng lão nhà liệt dũng rất có thể mở ra hai trùng khiếu a bên cạnh trưởng lão nhộn nhịp phụ họa đúng vậy a liệt dũng mới sinh ra liền dám động yêu trùng năm tuổi năm đó liền dám đào hôi địa trùng ổ 10 tuổi liền chính mình tuân phục hai cái hôi địa trùng, hắn tất nhiên có thể mở ra hai trùng khiếu, loại trừ ngũ trưởng lão nhà liệt dũng, tộc trưởng nhà liệt giai cũng không tệ, tuổi con nhỏ liền biểu hiện ra thiên phú kinh người. Ai, hy vọng lần này có thể thêm ra hiện mấy cái hai trùng khiếu hài tử a, lần trước xuất hiện hai trùng khiếu hài tử vẫn là người năm trước sự tình. Các trưởng lão tại tiếp tục có một câu không một câu trò chuyện. Nói chuyện đều là chính mình nhìn kỹ hài tử, nghe được bọn hắn giao lưu, liệt tu ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Đúng vậy a, liệt hỏa nghĩ bộ lạc đã liên tục 10 năm không xuất hiện hai trùng khiếu hài tử tiếp tục như vậy rất có thể không người kế tục chung quanh mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc đều đối liệt hỏa nghĩ bộ lạc chiếm cứ mảnh nay phi nhiêu động quật nhìn chằm chằm một khi liệt hỏa nghĩ bộ lạc thế yếu bọn hắn tất nhiên sẽ lấn ép qua tới một lát sau trong đám người chợt bộc phát ra xúc động âm thanh lục trưởng lão kích động nói liệt dũng hai trùng khiếu lại thêm nửa trùng khiếu rất tốt rất tốt mọi người ném đi tầm mắt Liên trông thấy liệt hỏa nghĩ tượng đồng bên trên có hai cái điểm sáng phát ra cường liệt quang mang cái thứ ba điểm sáng cũng có một nửa tàn ra quang mang thanh niên anh tuấn liệt dũng lập tức lộ ra vẻ tự đắc các thiếu niên đều thần sắc cực kỳ hâm mộ một đám trưởng lão nội nhịp hướng ngũ trưởng lão liệt hắc chúc mừng chúc mừng ngũ trưởng lão chúc mừng ngũ trưởng lão ta liệt hỏa nghĩ trong bộ là không có hy vọng hai trùng khiếu người tương lai tất nhiên có thể tu luyện tới bạch ngân trùng sư hàng ngũ liệt dũng chắc chắn tiếp nhận tộc trưởng y bát liệt hắc đắc ý cười to khoe mắt liếc qua còn liếc tộc trưởng liệt tu một chút liệt tu ngược lại đối liệt hắc khiêu khích không có gì biểu tình liệt dũng là hắn từ nhỏ nhìn sen lớn lên nhưng không có thể mở mở hai trùng khiếu ngược lại kỳ khoái chỉ tiếc liệt dũng mở ra hai trùng khiếu phía sau liền có liên tục bốn người đều là không trùng khiếu để các trưởng lão thần sắc đều trở nên khó coi nhị trưởng lão liệt phong bỗng nhiên nói tiêu hòa không tệ hắn năm tuổi liền tuân phục một cái hắc bối du lần này nhất định có thể mở ra hai trùng khiếu có lẽ có thể cùng liệt dũng sánh vai Liệt Hắc lại cười lạnh một tiếng, "Tiêu Hỏa, người này mấy ngày trước đây còn tại Chu Phu Tử trên lớp học ngủ và ngủ gật, từ lúc phụ thân hắn mất tích phía sau, hắn càng ngày càng kiêu căng, ta nhìn hắn đãi mộ đã sớm cái kia tức đoạt." Liệt Tu nhíu mày, Ngũ trưởng lão lời này có biến thiên vị, Tiêu Hỏa xưa nay cố gắng, ta nhìn hắn là tu luyện quá độ, mới đưa đến mệt nhọc." Còn lại trưởng lão trừng mắt nhìn, lại đều phụ họa Liệt Hắc lời nói. Ngũ trưởng lão nói đúng vậy a, à. cái Tiêu Hỏa này đối đãi Chu Phu Tử lại đều vô lễ như thế." hiển nhiên là cam chịu ta cảm thấy hắn một cái tiểu hai từ ở gạch đỏ phòng đáng tiếc ta nhìn không bằng nhiều cho lục trưởng lão một nhà tổ trưởng lời ấy sai rồi liệt tu nghe đến mấy câu này thân sắc có chút khó coi nhiều trưởng lão như vậy đều phụ họa ngũ trưởng lão liệt hát hiển nhiên không đem hắn tộc trưởng này để vào mắt liệt hát lường tộc trưởng liệt tu một chút trong lòng cười lạnh trong lòng liệt tu thì thở dài một tiếng lại không nói chuyện liệt hỏa nghĩ bộ lạc người cơ bản đều họ liệt còn lại họ người đại bộ phận đều là về sau gia nhập bộ lạc tiêu hỏa phụ thân tiêu nhang liền là một tên bạch ngân trùng sư 16 năm trước bị hắn mời chào ma theo tiêu hỏa gia nhập liệt hoàng nghĩ bộ lạc tư nham tính cách quái gở không tốt giao hữu tại liệt hoàng nghĩ trong bộ lạc không chỉ không mấy cái bằng hữu ngược lại còn đắc tội không ít người về sau tiêu nham ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị chân cao nhận bộ lạc thiếu tộc trưởng đánh lánh từ nay về sau tung tích không rõ cho lý mà nói dù cho bạch ngân trùng sư chết trận con hắn mở ra trùng khiếu phía trước cũng nên thu được đãi ngộ tốt nhất nhưng bởi vì tiêu nham tầng này duyên cớ con hắn tiêu hỏa cũng không thế nào chịu liệt hỏa nghĩ tộc nhân trong bộ lạc chào nón. đãi ngộ bởi thế rớt xuống ngàn trượng cũng chỉ có liệt tu trong bóng tối đã rút tiêu hỏa mấy lần cái kia lệch đào phong liền là hắn làm tiêu hỏa bảo lưu lại tới số lượng không nhiều đãi ngộ một trong nhị trưởng lão liệt phong ngũ trưởng lão liệt hắc đều cùng tiêu nham quan hệ rất kém cỏi lần này hiển nhiên là cố tình mở miệng muốn nâng giết tiêu hỏa tiêu hỏa nếu ngươi có thể mở ra hai trùng khiếu ta nhất định dốc sức tương trợ trong lòng liệt tu thở dài tin này tiêu hỏa cũng đã đứng ở liệt hỏa nghĩ tượng đồng phía trước hắn do dự hồi lâu vẫn là đem tay cầm thả đi lên tự đồng bên trong có kỳ dị năng lượng tuôn ra truyền vào thân thể của hắn trong chốc lát liền lần nữa trở về tượng đồng sở huyền thần thức khoảng cách tượng đồng rất gần cũng cảm nhận được loại năng lượng này rất giống chọn lựa linh mầm thời gian sử dụng pháp thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu như ta bản thể thân ở nơi đây tùy tiện liền có thể thay đổi kết quả nhưng bây giờ chỉ có một bộ phận thần thức còn bị áp chế đến cực kỳ lợi hạn sở huyên không khỏi đến lắc đầu hắn cũng không cải biến được liệt hỏa nghĩ tự đồng kiểm tra đo lường kết quả cuối cùng là mấy trùng khiếu đến nhìn tiêu hỏa mệnh bất quá tiêu hỏa khoảng thời gian này liều mạng tu luyện khai khiếu kinh chỉ ít có thể nhiều đến một cái trùng khiếu lúc này liệt hỏa nghĩ tự đồng bên trên bỗng nhiên có quang mang ngưng kết cuối cùng ngưng kết thành hai cái ánh sáng ong ánh điểm cái thứ ba điểm sáng cũng có hào quang nhỏ yếu lục trưởng lão khen ngợi vật đầu tiêu hỏa hai trùng khiếu rất tốt đứng ở bên phải a liệt tu bỗng nhiên đứng dậy cười ha ha ơ ừ, tiêu hỏa ngươi không có rơi trang ngươi uy danh ngũ trưởng lão liệt hắc nhị trưởng lão liệt phong biểu tình lúc này đều khá khó xử nhìn như là ăn một con ruồi tử tử này rõ ràng cũng có thể mở ra hai trùng khiếu thanh niên anh tuấn liệt dũng nghe được tin tức này lập tức nhau mắt lại xa xa đánh giá tiêu hỏa tựa như nhận thức lại người này về phần hắn bên cạnh những cái kia tiểu tùy tùng bây giờ đều tâm thần sợ hãi sợ tiêu hỏa thành bộ lạc dốc sức bồi dưỡng thánh tử tương lai sẽ tìm phiến phức của bọn hắn tiêu hỏa đứng ở liệt hỏa nghĩ tượng đồng phía trước nội tâm kích động không thôi hai trùng khiếu hai trùng khiếu ta thật là hai trùng khiếu hắn không nhịn được muốn nỉ non quá khó khăn đúng vậy a à. quá khó khăn tiểu tử này nếu là liền hai trùng khiếu đều không có thật là ủng công ta khoảng thời gian này cố gắng sở huyền chặt lưỡi tiêu hỏa mở ra hai trùng khiếu phía sau lập tức liền đạt được liệt hỏa nghĩ bộ lạc dốc sức bồi dưỡng hai trùng khiếu đãi ngộ cùng câu bạch ngân trùng sư đãi ngộ chỉ kém mảy may bắt quá tiêu hỏa bản thân liền ở tại gạch đỏ trong phòng cũng liền không cần di chuyển địa phương tộc trưởng liệt tu đích thân chọn lựa mấy cái an tâm tài giỏi khỏe mạnh phụ để các nàng mỗi ngày làm tiêu hỏa chuẩn bị ẩm thực sinh hoạt thường ngày về phần ăn mặc chi phí cũng đều có bộ lạc lật tẩy như vậy tiêu hỏa liền không lại cần chính mình ra ngoài săn giết hôi địa trùng kiếm tiền cũng không cần ăn sắc hương vị toàn kém cháo thịt có thể đen nhiều thời gian hơn dùng tới tu luyện bên cạnh đó chúc phu tử sẽ còn mỗi ngày cho mở ra trùng khiếu các thiếu niên giảng bài truyền thụ đủ loại kiến thức sở huyền nhìn xem đi lên quỹ đạo tiêu hỏa không khỏi đến vừa ý gật đầu tiêu hỏa thành liệt hỏa nghĩ bộ lạc thánh tử địa vị đột nhiên tăng sau đó nhất định có thể đạt được càng nhiều yêu trùng bồi dưỡng pháp đó mới là sở huyền để ý nhất cái này hôi địa trùng bồi dưỡng pháp bắt đầu tìm hiểu tới quá mức đơn giản đối ta tác dụng thực tế không lớn trong đầu sở huyền hiện lên hôi địa trùng bồi dưỡng pháp hơi hơi lắc đầu môn này bồi dưỡng pháp hắn chỉ dùng năm ngày liền đã dung hội quá thông hôi địa trùng là động quật thế giới thường thấy nhất số lượng nhiều nhất hắc thiết cấp yêu trùng nhưng chúng nó hạn mức cao nhất rất thấp một cái cỡ lớn trong xào huyệt hàng vạn con trong hôi địa trùng nhiều nhất cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái thanh đồng cấp còn lại đều là hắc thiết cấp nhưng thân cứ vào hôi địa trùng bồi dưỡng pháp có thể đem hồi địa trùng đẳng cấp theo cấp thấp nhất hắc thiết cấp một đường tăng lên tới bạch ngân cấp yêu trùng đẳng cấp có thêm một cái hắc thiết cấp hắc thiết cấp hướng tên mới là thanh đồng cấp bạch ngân cấp hoàng kim cấp các loại bởi vì cái này to như vậy động quật thế giới hắc thiết cấp yêu trùng số lượng nhiều nhất thực lực rất yếu coi như tuần phục hắc thiết cấp yêu trùng cũng không thể mang đến khá lớn tăng lên bởi thế trùng sư nhóm nên vớt bỏ hắc thiết cấp trùng sư một đẳng cấp này sở huyền bây giờ còn chưa từng thấy cấp bậc cao hơn yêu trùng cũng không thể phòng chừng đi ra bọn chúng đến tột cùng có thực lực gì nhưng cực kỳ hiển nhiên một cái cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng liền có bạch ngân cấp trùng sư thực lực nói rõ bà cấp yêu trùng cũng không hiếm thấy tiêu hỏa đầu thứ nhất yêu trùng là hắc thiết cấp hắc bối du hắn có hai trùng khiếu khẳng định còn có thể khí ước một cái liệt hỏa nghĩ cái kia liệt hỏa nghĩ cùng hỏa phong có cùng chỗ nếu là có thể đạt được liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp đối ta nói không chắc có chút tác dụng sở huyền gặp tiêu hỏa đã tiến vào ngọt ngào mộng đẹp liền thu hồi lực chú ý thư huyền tinh bắc hàn sở huyền nhanh chân như sao băng đi ra phòng tu luyện trúc kiệt một mực canh giữ ở bên ngoài thấy thế lập tức đứng dậy trưởng lão ngài cuối cùng xuất quan lạc sở huyền khẽ gật đầu đi chuẩn bị thức ăn a à. Xảy, ta liền đi trúc kiệt cung kính gật đầu sau một lát một bàn giá chân tu mỹ thực liền bày ra tại sở huyền trước mặt trọn vẹn 60 đồ ăn thịt rau nóng lạnh đầy đủ mọi thứ đủ để có thể khẳng định trúc kiệt tại linh thực nấu nướng phương diện thiên phú sở huyền một bên miệng lớn thao thiết một bên hỏi thăm Bắc Hàn bây giờ tình huống, Trúc Kiệt hương phấn nói, ngay một mực tại bế quan không biết hiện tại ta Vũ Quốc Tam Tông thế nhưng đại hoạch toàn thắng a chính đạo những cái kiêm nguyên anh đại tu chẳng biết tại sao ly kỳ mất tích còn lại kim đan tu sĩ không phải chúng ta là đối thủ, ta nghe nói ngay tại mấy ngày trước kim hồng tông sơn môn đại trận đều bị chúng ta đến ba vị nguyên anh lão tổ cho lên thủ đánh nổ, không bao lâu nữa toàn bộ Bắc Hàn chính đạo đều sẽ bị quét sạch, Trúc Kiệt cười hắc hắc nói, đến lúc đó bắc hàn liền là ta vũ quốc tam tông thiên hạ sở huyền kẹp lên khắp nơi ông anh tỉ mỉ mỏng thịt miệng lớn ăn lại hỏi ta mấy vị kia các sư huynh sư tỷ bây giờ thế nào trúc kiệt vội vàng nói bọn hắn đều bận rộn tại bên ngoài cướp đoạt bảo vật thời gian thật dài không trở về ta nghe nói tào lạng yên người tào trưởng lão bạch kim khôn bạch trưởng lão cướp đoạt bảo vật nhiều nhất có thể nói là ăn đến miệng đầy chảy mỡ trúc kiệt ngoan ngoãn nói trưởng lão lai thế nào không đi ra cướp đoạt bảo vật hiện tại không phải là đuổi tận giết tuyệt tốt thời cơ nhiều như vậy tu sĩ chính đạo đều là rút hồn ngươi quỷ tốt lô đỉnh sở huyền khẽ cười một tiếng ta liền không chảy lần này nước đục tránh cùng các vị các sư huynh sư tỷ lên va chạm đúng rồi hắc sát phong tu sĩ có người hay không ra ngoài trúc kiệt khó xử cười một tiếng cuối cùng vẫn gật đầu có vương hổ mấy người bọn hắn kìm nén không được kết bạn ra ngoài cướp bảo bối sở huyền nhà nhạt nói không sao ra ngoài không muốn trao lên ta hắc sát phong danh hào là được hắn cố tình không đi ra tranh đoạt bánh ngọt liền là không muốn đổ gây sự nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nếu là dưới tay tu sĩ cho lên hắc sát phong danh hào đại sát tứ phương ngược sát phàm nhân trả lại hắn rước lấy không nên dây vào phiền toái hắn sẽ đem hai cái phiền toái một chỗ giải quyết chấm dứt hậu hoạn lai cư yên tâm ngay phía trước đều là dạng này giáo dục vương hổ đám người bọn hắn đương nhiên sẽ không cho lên hắc sát phong danh hào làm việc trúc kiệt gật đầu sở huyền lại không nói chuyện mà là vừa ăn cơm một bên liếc nhìn vạn hồn truyền âm vạn hồn truyền âm đều là liên quan tới bắc hàn chiến sự bắc hàn nhất thống chỉ là vấn đề thời gian tới bây giờ không nhìn ra điều khác thường gì tới bất quá càng là loại thời điểm này sở huyền thì càng cẩn thận ai biết luân hồi thần giáo còn có hay không cái gì hậu chiêu chính mình nếu là lộ đầu khẳng định sẽ bị đề mắt tới vẫn là tiếp tục cất giấu tốt nhất trong đêm tối gián độc so dưới ánh mặt trời mãnh hổ càng trí mạng rất nhanh sở huyền liền gió cuốn mây tan đã ăn xong cái này một bàn lớn đinh thực làm tốt lắm sở huyền động viên gật đầu chúc kiệt cảm kích không thôi ngay có thể toán thành liền là đôi ta khích lệ lớn nhất sở huyền lại lần nữa trở lại phòng tu luyện hai ngày sau ban đêm một đạo thân ảnh sờ soạng đi tới âm hồn sơn mặt đến hắc sát phong chân núi nàng ngắm nhìn tòa này đanh kịt đáng sợ đỉnh núi đáy mắt hiện lên vẻ oán độc nàng thò tay một chiêu liên theo trong đại hồn phiên lấy ra một cái tu sĩ thần hồn cái lâm phàm kia ngay tại hắc sát phong tu sĩ thần hồn sợ hãi nói được ngay tại hắc sát phong hắn bế quan tu luyện rất lâu một bước đều không rời đi tốt người này cười lạnh một tiếng trực tiếp bóp nát tu sĩ này thần hồn trong trước mắt liền đi tới hắc sát phong cửa vào nơi đây có một cái trận pháp nắm giữa hắc sát phong lệnh bài người mới có thể tự nhiên ra vào người này lấy ra một mặt lệnh bài dễ như trở bàn tay liền tiến vào hắc sát phong thưa thớt ánh trăng chiếu xạ tại trên khuôn mặt nàng chiếu xạ ra một chương cay nhiệt hung ác nham hiểm phái nữ hương mặt cùng nguyên dương môn giả anh tu sĩ mã tổng nhật rất có vài phần giống nhau nàng liền là mã gia nguyên anh lão tổ mã phi nguyệt hai trăm năm trước đã bước vào nguyên anh bị vũ hóa thiên cung chỗ mời chào gần đây nàng mới biết được chính mình lưu tại bắc hàn tiểu nhi tử mã tổ nhật càng đã bị ma đạo tu sĩ đồ sát vạn hồn trịnh cực quan thống bọn hắn đều bận rộn tại bên ngoài tranh đoạt địa bàn vũ quốc tam ma tông sơn môn đều không so trống rỗng lâm phàm trước hết theo ngươi bắt đầu ngươi thủ hạ tu sĩ dám diệt ta mã gia hậu nhân ta tiêu ra máu tẩy ngươi cái này hắc sắc phong câu thần hồn của ngươi làm ta hậu nhân tùy táng, giết Hắc Sát Phong phía sau. Lại đầu vạn hồn tông, ta muốn để Trịnh Cực bọn hắn biết, có người không thể chọc, có người không thể giết. Khí tức của nàng trong khoảnh khắc tăng vọt, đúng là đạt tới nguyên anh tầng 3, bài không có thể ngự nguyên anh khí tức tựa như núi cao đồng dạng phủ xuống tại Hắc Sát Phong, Tần Sơn tu sĩ, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, Liền tông phản kháng đều khó mà dâng lên, Mã Phi Nguyệt treo bên cạnh bọn họ đi qua. Chỉ là ngón tay bật ra, những tu sĩ này đầu liền trong khoảnh khắc vỡ ra thật giống như bị bàn tay vô hình miễn cưỡng bóp nát nơi nàng đi khoa đều là tàn chi toái thể không có một cái nào tu sĩ có thể sống được bất quá vẫn là có người tại trước khi chết phản ứng lại lai động mãnh liệt cảnh báo đương 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 chói tai tiếng trung vang vọng hát sát phong tin động đến mỗi một cái ngay tại trong ngủ mê tu sĩ cùng phàm nhân tuy nói lâm phàm chỉ là vạn hồn lão nhân mộ hạ kim đan trong hàng điện tử nhất kéo khố một cái nhưng hắc sát phong tu sĩ bao gồm trúc cơ tu sĩ luyện khí tu sĩ tại bên trong cũng có hơn trăm người như còn muốn tăng thêm làm những tu sĩ này phục vụ phàm nhân số lượng chỉ ít đạt tới năm ngàn một nam một nữ ông lấy một đứa bé đang muốn chạy trốn nhưng mà bọn hắn mới xông ra óc xá liền trông thấy một đạo cay nhiệt hung ác nham hiểm nữ từ thân ảnh đứng ở nơi đó nữ từ kia sau lưng bất ngờ chạy đến hai cỗ không đầu thi thể máu tươi thậm chí đem đường lát đá đều nhuộm đỏ nam nhân nữ nhân sắc mặt trắng bệch ngay tại chỗ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Tiên sư, xin ngài tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là phổ phổ thông thông phàm nhân mà thôi. Ma phi người cười lạnh, phàm nhân, làng ma đạo hiệu lực phàm nhân cũng không phải là phàm nhân, mà là chết tiệt người. Nàng đưa tay chộp một cái, nam nhân cùng nữ nhân lập tức gặp họ lấy hình dung cự lực đột nhiên bóp tại một chỗ. Trong khoảnh khắc liền thành một đống người bên trong có ta, ta bên trong có thịt của người tương, liền không xương đều bị bóp đến vỡ nát, phù phù một tiếng. Đoàn này thịt vụn quảng tại hai từ trước mặt, phát ra thanh âm thanh thúy hai tử thể bất quá 5 tuổi thậm chí không hiểu vì cái gì phụ mẫu một khác trước còn tốt bưng quả nhiên sau một khắc liền thành thịt vụn hai tử lập tức chảy xuống hai hàng nước mắt khóc lên ma phi nguyệt nhìn thấy hai tử gào khóc lập tức nhíu mày học ta ghét nhất khóc nàng đột nhiên vỗ một cái bên trên một hơi còn tại gào khóc hai tử tức một tức liền cùng mặt đất phiến đá chặt chẽ dán vào tại một chỗ dán vào mức độ cơ hồ đạt tới trăm phần trăm giết 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 ta muốn giết sạch tòa này hắc sát phong tất cả người sống mã phi nguyệt cười lại thân thể tựa như quỷ mị của phong ra ngoài vung tay lên lập tức liền có núi lửa đất mòn xu thế nguyên một mảnh phàm nhân góc xá trực tiếp hãng sâu xuống dưới trong đó các phàm nhân còn chưa kịp trốn tới liền cùng gạch ngói một chỗ được mai táng tại trong phế tích đỉnh núi đại điện trúc kiệt nghe được ầm ầm nổ mạnh lập tức thụy nhãn mông lung đứng lên nhưng mà hắn mới đẩy ra cửa liền phát hiện một đạo người khoác ánh trăng nữ từ thân ảnh chậm chậm đi tới đối phương rõ ràng chỉ là một người lại như là minh mang đại dương đè ở ngực để ngươi không thở nổi trúc kiệt bản năng địa tâm sinh kiên kỵ hắn không chút do dự đột nhiên bóp nát tử thạch đây là sở huyền giao cho hắn đồ vật ngươi là ai lại dám xông vào đại điện hắc sát phong trúc kiệt hít sông một hơi quát lên ma phi nguyệt cười lạnh một tiếng chỉ là trúc cơ cũng dám hướng nguyên anh gào thét nàng đột nhiên đánh văng ra khí tức phục phùng một tiếng trúc kiệt liền quỳ xuống đây cũng không phải là hắn chỗ nguyện mà là cảnh giới trên lệch quá lớn, tan bản không có sức phản kháng. Ta. À. Trúc Kiệt hét trầm lên, trên người hắn trọng áp cực kỳ khủng bố, đến mức bắp đùi của hắn cốt trực tiếp đánh xuyên đầu gối, thật sâu đâm vào đại điện trong lòng đất. Xung quanh lập tức thấm đầy máu tươi, sắc mặt Mã Phi Nguyệt lãnh đạm, gọi đến thật khó ngay. Na Dương nhẹ tay trái, đột nhiên về lại, phốc một tiếng, đầu Trúc Kiệt liền cùng hắc sát phong tu sĩ khá đồng dạng, bị nàng miễn cưỡng bóp nát, tiếng kêu thảm thiết cũng bởi vậy im bặt mà dừng, mã phi người thẳng tắp hướng phòng tu luyện đi đến phòng tu luyện cửa đá dày nặng vô cùng còn tiên khắc trận pháp nhưng kim đan kỳ trận pháp tại một tên nguyên anh tu sĩ trước mặt có thể nói đậu phụ đồng dạng chỉ dùng một trưởng na liền oanh bạo cửa đá kèm thêm lấy đem trên cửa đá tiên khắc trận pháp cũng cùng nhau đánh nổ đá vụn tan hết hiện ra tại trước mắt nàng cũng là một đoàn hóa không mở sương mù dày đặc cái này sương mù dày đặc quay cùng không ngớt trong đó hình như còn cất giấu sát cơ mã phi người không khỏi đến nhíu mày còn có trận pháp cái nào người đứng đắn sẽ ở trong trận pháp trục trận pháp cái lâm phàm này cảm giác an toàn không khỏi cũng quá thấp a à, mã phi nguyệt không nghi ngờ gì đột nhiên một trưởng đánh ra cùng phong ngưng tụ làm cự trưởng đánh về cái kia cuồn cuộn không nghỉ mê vụ một trưởng đánh ra lại không có thể oanh mở mê vụ lại như là một trưởng đập vào trên bông lực đạo bị gỡ đến sạch sẽ mã phi nguyệt khẽ ồ lên một tiếng lại lần nữa đập liền mấy trưởng cùng phong cự trưởng một khắc không ngừng đánh vào mê vụ nhưng mà nhưng không thấy nửa điểm phản ứng quả thực như là một đi không trở lại đồng dạng sau một lát mã phi người chán bốc lên mồ hôi không thích hợp nàng liên tục hướng trận pháp này đánh vào 20 mươi trưởng thể nội linh lực đều hao phí 2 phần ba lại không chút nào gặp mê vụ suy giảm dù cho đây là kim đan kỳ cực phẩm trận pháp cũng ngăn không được nàng cái này nguyên anh đại tu hai ba trưởng trừ phi mã phi nguyệt cả kinh nói đây là nguyên anh kỳ trận pháp không đúng một cái kim đan tu sĩ vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi vì sao lại có nguyên anh kỳ trận pháp ma phi người càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị lập tức muốn đi giết ta người phá hủy nhà của ta hiện tại muốn đi một đạo âm thanh lạnh giá đột nhiên vang lên giờ khác này ma phi người chợt cảm thấy như có rắn độc lao lên phía sau lưng nàng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng nàng nhì không nhiều lắm suy xét lập tức vô ý thức thôi động phòng ngự pháp thuật cùng phong tường cù phong ngưng kích mà thành từ gió lập tức ngăn tại trước mặt nhưng mà sau một khắc nàng liền bỗng nhiên biến sắc bởi vì nàng bất ngờ phát giác nguy hiểm đúng là tới từ dưới chân oanh khủng bố trụ băng nứt vỡ mặt đất bỗng nhiên đem nàng đụng bay phòng ngự pháp thuật đúng là không có nửa điểm tác dụng phốc mã phi nguyệt ở giữa không trung phun ra một miệng lớn máu tươi kinh nộ không thôi đây cũng không phải là kim đan kỳ tu sĩ thực lực đối phương cũng là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ trong khoảnh khắc cái tia to lớn trụ băng lại đột nhiên nổ bể ra tới vô số lớn chừng bàn tay vụng băng tại cái này nho nhỏ trong phòng tu luyện bay loạn đi loạn tốc độ nhanh đến kinh người, có thể nói là lướt qua liền thương tổn, đụng liền phá. trong phòng tu luyện chẳng biết lúc nào đã tràn lập hàn khí âm u, hàn khí này còn ẩn chứa nồng đậm âm khí, làm người cảm nhận được đông triệt linh hồn thấu xương băng hàn. vết thương càng là giống như sợi như sợi băng linh lực thân nhập vào trong, Như lại khó mà loại trừ, như là phủ cốt chi thư đồng dạ, cuốn quanh ở thể nội, kèm thêm lấy liền thân thể đều biến đến cứng ngắc chết lặng, chết đi cho ta. âm thanh lạnh giá theo trong xương mù truyền ra hai điểm hàng quang bỗng nhiên bắn ra mê vụ nhắm thẳng vào mã phi nguyệt nghi tâm cùng trái tim mã phi nguyệt lần đầu cảm nhận được tử vong uy hiếp nàng hét lên một tiếng không chút do so dự trực tiếp thoát sang nguyên anh theo sau càng là tiêu hao nguyên anh tinh túi ngay tại chỗ thuần di chỉ vì chạy thoát trong sương mù lại lần nữa truyền ra một đạo cười lạnh ngươi trốn không thoát sư một đạo thân ảnh bay vút mà ra tốc độ nhanh vô cùng chỉ trong khoảnh khắc nguyên anh tiểu nhân liền bị một cái đại thủ đột nhiên chụp vào lòng bàn tay giờ khắc này Ma Phi Nguyệt cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Trung Diễm con người bỗng nhiên thu nhỏ, sư tôn. Đừng nay hắn, tha ta một mạng, sư tôn. Ta sau đó nhất định không trêu chọc phiền toái, sư tôn. Lời nói còn chưa nói xong, vạn hồn thần thức liền ngương tụ làm trong dài, mạnh mẽ đâm vào nàng thức hải, theo sau đột nhiên một quấy nhiễu, trong chớp mắt. Một vị kim đan tu sĩ liền thân tử đạo tiêu, Trung Diễm đến chết cũng nghĩ không thông, vì sao nhìn lên người vật vô hại, tùy ý có thể lấn lâm phàng, sẽ thành vạn hồn cái loại là chủ nhân lâm phàng ra lệnh một tiếng chính mình liền phải chết liền nửa điểm chỗ thương lượng đều không có vạn hồn nửa quỳ xuống tới thấp giọng nói chủ nhân ta không nghĩ tới trung diễm như vậy nang tàng lại làm chủ nhân rước lấy loại này phiền toái ta có sai lầm lớn xin chủ nhân trách phạt sở huyền nhàn nhạt nói ngươi không sai chỉ là hào ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ thôi vạn hồn hỏi xin hỏi chủ nhân ngươi đính hiện thân à vẫn là tiếp tục che giấu tung tích, Sở Huyền bình tĩnh nói, thế cục không rõ, tình thế không rõ, Vạn Hồn lập tức minh bạch Sở Huyền ý tứ, ta hiểu, ta sẽ vì chủ nhân che lấp chuyện hôm nay, Sở Huyền gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt, Vạn Hồn mắt lộ ra vẻ kính sợ, quay người rời đi. Sở Huyền nhìn hắn rời đi thân ảnh, sắc mặt không hề lay động, Vạn Hồn sẽ như thế nào làm hắn che lấp chuyện hôm nay, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại luôn có biện pháp để cho người khác không khả nghi, chỉ là đáng tiếc không có người cho ta làm chân tung mỹ thực sở huyền nhìn thấy trúc kiệt cũng đầu một nơi thân một nào không khỏi đến than nhẹ người này còn tính toán trung thành liền không xem là âm chi món ăn thích đáng an táng a hắn tiện tay một chiêu âm thi các quỷ hồn bay ra tại hắc sát phong trên dưới vận chuyển thi thể rửa sạch vết máu rất nhanh hắc sát phong liền rực rỡ hẳn lên chỉ bất quá những cái kia người đã chết cũng đã không về được là qua hơn 10 ngày vạn hồn đặc biệt cho hắc sát phong đều một chút trúc cơ luyện khí tu dĩ lại di chuyển không ít phàm nhân tới hắc sát phong mới một lần nữa náng nhiệt lên sở huyền đối những cái này đều không cẩn thận để ý chỉ bất quá làm phù hợp lâm phàm cái thân phận này đây đều là cần thiết che lấp vạn hồn có lòng hắn cũng là vui vẻ thanh nhàn một ngày này vạn hồn lại cho hắn phát tới mới truyền âm sở huyền nghe xong vạn hồn báo cáo không khỏi đến nhíu mày bây giờ bắc hàn đã nhất thống tự nhiên liền đề cập tới chia chiến lợi phẩm sự tình ngay hôm nay buổi sáng trịnh cực quan thống vạn hồn ba người tại thi âm tông tông môn đại điện trao đổi như thế nào phân chia bắc hàn đất đai xét thấy tam tông thực lực là chi âm tông tối cường độc cổ tông kém hơn vạn hồn tông yếu nhất nguyên cớ trịnh cực nói lây phân chia phương án mặc dù là chi âm tông sơ qua nhiều chiếm chút ít nhưng quan thống cùng vạn hồn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng trong bữa tiệc quan thống lại đưa ra thừa dịp vũ hóa thiên cung co đầu rút cổ thế lực có thể thử nghiệm cướp đoạt một bộ phận trung châu đất đai cũng quan sát vũ hóa thiên cung phản ứng trung châu trung linh dục tú sảng vật phì nhiêu luôn luôn bị mỗi tông thèm thuồng chỉ là vũ hóa thiên cung là thương huyền tinh chi chủ vũ hóa thiên cung từ lúc đánh bại hoàng tuyền đạo tông vẫn hùng cưới trung châu không có bất kỳ một cái tông môn có thể cùng vũ hóa thiên cung tranh hùng vũ hóa thiên cung hiện tại loại này bộ dáng tựa như là bị thương tổn hùng sư ai cũng muốn nhìn một chút nó thương tổn đến tự cùng nặng bao nhiêu quan thống đề nghị lập tức bị trịnh cực cùng vạn hồn bác bỏ hai người đều không muốn nhiều chuyện nhưng quan thống lòng tham không đáy quá nặng, ba người không có nói khép, cuối cùng quan thống bị tức giận mà đi. Vạn hồn lần này cho Sở Huyền truyền âm, nói liền là việc này, cái độc cổ tông này lão tổ không khỏi quá tham lam, rõ ràng cho lên Trung Châu chủ kiến tới. Sở Huyền nghĩ lại, ngược lại cười khẽ lên, người này lòng tham không đáy nặng, cũng là cái chuyện tốt. Vừa vận mượn hán hành động, đến xem thử Vũ Hóa Thiên cung tình huống. Sở Huyền Di nhớ việc này, nhưng không có quá mức để ở trong lòng mà là lại đem lực chú ý đặt ở cái hang động kia thế giới. Bởi vì, Tiêu Hỏa lập tức liền muốn lấy được liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp. Lúc này, động vật thế giới, Tiêu Hỏa tại hai cái khỏe mạnh phụ hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo, ăn xong điểm tông phía sau, liền trong nhà chờ. Bây giờ hắn mặc tơ tầm chế thành đỏ bên trong mang kim quần áo, loại này tơ tầm quần áo chất liệu khinh bạc, đông ấm hài mát, còn không có mùi vị khác thường, so với phía trước hắn cái kia làm thô trùng áo da áo tốt hơn nhiều nội tâm của tiêu hỏa kích động không thôi hôm nay tông trưởng liền muốn dẫn bọn hắn những cái này mở ra trùng khiếu thiếu niên lắng nghe trùng tệ lắng nghe trùng tệ phía sau là hắn có thể đạt được liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp cũng nhận lấy một khỏa thuộc về mình liệt hỏa nghĩ chứng kiến như vậy hắn liền đen thu được chính mình đầu thứ hai yêu trùng bộ lạc lấy liệt hỏa nghĩ làm tên như thế liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất pháp này trải qua vô số trùng sư thực tiễn đã sớm vô cùng hoàn thiện hầu như không tồn tại sai lầm tất nhiên liệt hỏa nhĩ trong bộ lạc loại trừ liệt hỏa nhĩ bồi dưỡng ngoài vòng pháp luật còn có cái khác yêu trùng bồi dưỡng pháp Tỷ như hát bối du bồi dưỡng pháp chính là một cái trong số đó đông 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 tiếng đập cửa vang lên tiêu hỏa thánh tử có đây không ta là tộc trưởng bên người trần băng tiêu hỏa đột nhiên đứng dậy hương phần nói ta tại ta đã chuẩn bị xong đã sớm canh giữ ở bên người khỏe mạnh phụ lập tức mở ra cửa phòng một người trung niên lúc này chính giữa đứng ở ngoài phòng trông thấy tiêu hỏa bộ này hớn hở ra mặt bộ dáng không khỏi đến hơi hơi lắc đầu, có thể thành đại sự ngươi. sao lại tùy tiện đem tâm tình biểu lộ tại trên mặt? Nhưng hắn vẫn là cung kính không người, dùng hết đối đãi bộ lạc thánh tử bản phận. Thánh tử, xin theo ta đi thôi. Trần băng trầm giọng nói. Tốt. Còn mời dẫn đường a. Tiêu hỏa gật đầu, ra ngoài phía trước, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, quần áo hai lớp bên trong, liền là lấy mềm mại áo ra chưa lấy tấm kính mảnh vụn, như không phải tấm kính trên mảnh vụn hiện ra khai khiếu kinh hắn sao có thể mở ra hai trùng khiếu lại sao có thể trở thành bộ lạc thánh tử hưởng thụ loại này đãi ngộ hắn không dám đem việc này nói cho bất cứ người nào đành phải xác mình chân tàng sau một lát tiêu hỏa đi tới bộ lạc đại điện tòa đại điện này ngày bình thường cũng không mở ra chỉ ở cử hành bộ lạc đại điển hay là cử hành lúc tế tự mới sẽ mở ra bây giờ tộc trưởng liệt tu cùng một đám trưởng lão đều đã tại hàng thứ nhất ngồi xuống tiêu hỏa đi tới đại điện phía sau còn lại các thiếu niên cũng nộn nhịp đến những ngày trước kia bên trong sen thường tiêu hỏa thiếu niên bây giờ đều sợ hãi rụt rè không dám ngẩng đầu cùng tiêu hỏa đối diện sợ để tiêu hỏa nhớ tới chuyện trước kia tiêu hỏa trông thấy bọn hắn bộ dáng này mặc dù không có lên tiếng nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý lúc trước các ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo bây giờ ta để các ngươi không với cao nổi thánh tử ngồi bên này trần bằng dẫn tiêu hỏa đi tới hàng thứ hai ngồi xuống tiêu hỏa nhìn về phía bên cạnh chính là bộ lạc mùa phỉ khác thánh tử liệt dũng liệt dũng sớm đã ngồi hắn trông thấy tiêu hỏa ngồi xuống không mặn không nhạt hướng hắn gật vượt đầu không có nhiều lời tầng ẩm. đại điện cửa chính đóng lại tộc trưởng liệt tu vậy mới đứng dậy mời liệt hỏa nghĩ tự đồng mấy cái cường tráng hắn tử lại lần nữa đem tượng đồng khiêng đi ra liệt tu cười nói các ngươi từng cái lên trước lắng nghe trùng tuệ a hắn nhìn quanh một phòng ai tới trước các thiếu niên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không dám đứng dậy liệt dũng nhìn một chút thần sắc kích động tiêu hỏa tiêu hỏa nếu không ngươi tới trước đi Tô Hỏa kích động nói. Tốt, vậy liền ta tới trước. Nói xong, hắn liền lập tức đứng dậy, hướng tượng đồng đi đến. Liên Dũng một mặt không nói. Ta chỉ là cùng ngươi khách sáo một câu mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Bối cảnh của ta mạnh hơn ngươi, thiên phú của ta sau ngươi mãnh. Nói thế nào đều cái kia ta tới trước mới đúng. Trung diễm con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, sư tôn. Đừng nghe hắn, tha ta một mạng, sư tôn. Ta sau đó nhất định không trêu chọc phiền toái, sư tôn lời nói còn chưa nói xong vạn hồn thần thức liền ngưng tụ làm châm dài mạnh mẽ đâm vào nàng thức hải trao so đột nhiên một quấy nhiễu trong chớp mắt một vị kim đan tu sĩ liền thân tử đạo tiêu trung diễm đến chết cũng nghĩ không thông vì sao nhìn lên người vật vô hại tùy ý có thể lấn lâm phàm sẽ thành vạn hồn cái gọi là chủ nhân lâm phàm ra lệnh một tiếng chính mình liền phải chết liền nửa điểm chỗ thương lượng đều không có vạn hồn nửa quỳ xuống tới thấp giọng nói chủ nhân ta không nghĩ tới trung diễm như vậy ngang tàng lại làm chủ nhân rước lấy loại này phiền toái ta có sai lầm lớn xin chủ nhân trách phạt sở huyền nhàn nhạt nói ngươi không sai chỉ là hào ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ thôi vạn hồn hỏi xin hỏi chủ nhân ngươi tính hiện thân a à? vẫn là tiếp tục che giấu tung tích sở huyền bình tĩnh nói thế cục không rõ tình thế không rõ vạn hồn lập tức minh bạch sở huyền ý tứ ta hiểu ta sẽ vì chủ nhân che lấp chuyện hôm nay sở huyền gật đầu ngươi minh bạch liền tốt vạn hồn mắt lộ ra vẻ kính sợ quay người rời đi sở huyền nhìn hắn rời đi thân ảnh sắc mặt không hề lay động vạn hồn sẽ như thế nào làm hắn che lấp chuyện hôm nay hắn cũng không thèm để ý ngược lại luôn có biện pháp để cho người khác không khả nghi chỉ là đáng tiếc không có người cho ta làm chân tu mỹ thực sở huyền nhìn thấy trúc kiệt cũng đầu một nơi thân một nào không khỏi đến than nhẹ người này còn tính toán trung thành liền không xem là âm chi món ăn thích đắng an táng a hắn tiện tay một chiêu âm thi các quỷ hồn bay ra tại hắc sát phong trên dưới vận chuyển thi thể rửa sạch vết máu rất nhanh hắc sát phong liền rực rỡ hẳn lên chỉ bất quá những cái kia người đã chết cũng đã không về được lại qua hơn 10 ngày vạn hồn đặc biệt cho hắc sát phong đều một chút chút cơ luyện khí tu sĩ lại di chuyển không ít phàm nhân tới hắc sát phong mới một lần nữa nắng nhiệt lên sở huyền đối những cái này đều không cẩn thận để ý chỉ bất quá làm phù hợp lâm phàm cái thân phận này đây đều là cần thiết che lấp vạn hồn có lòng hắn cũng là vui vẻ thanh nhàn một ngày này vạn hồn lại cho hắn phát tới mới truyền âm sở huyền nghe xong vạn hồn báo cáo không khỏi đến nhíu mày bây giờ bắc hàn đã nhất thống tự nhiên liền đề cập tới chia chiến lợi phòng sự tình nay hôm nay buổi sáng trịnh cực quan thống vạn hồn ba người tại thi âm tông tông môn đại điện trao đổi như thế nào phân chia bắc hàn đất đai xét thấy tam tông thực lực là chi âm tông tối cường độc cổ tông kém hơn vạn hồn tông yếu nhất nguyên cớ trịnh cực nói lên phân chia phương án mặc dù là chi âm tông sơ qua nhiều chiếm chút ít nhưng quan thống cùng vạn hồn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng trong bữa tiệc quan thống lại đưa ra thử dịch vũ hóa thiên cung co đầu rút cổ thế lực có thể thử nghiệm cướp đoạt một bộ phận trung châu đất đai cũng quan sát vũ hóa thiên cung phản ứng trung châu trung linh dục tú sản vật phì nhiêu luôn luôn bị mỗi tông thèm thuồng chỉ là vũ hóa thiên cung là thương huyền tinh chi chủ vũ hóa thiên cung từ lúc đánh bại hoàng tuyền đạo tông vẫn hùng cứ trung châu không có bất kỳ một cái tông môn có thể cùng vũ hóa thiên cung tranh hùng vũ hoa thiên cung hiện tại loại này bộ dáng tự nhiên là bị thương tổn hùng sư ai cũng muốn nhìn một chút nó thương tổn đế tục cùng nặng bao nhiêu quan thống đề nghị lập tức bị trịnh cực cùng vạn hồn bác bỏ hai người đều không muốn nhiều chuyện nhưng quan thống lòng tham không đáy quá nặng ba người không có nói khét cuối cùng quan thống bị tức giận mà đi vạn hồn lần này cho sở huyền truyền âm nói liền là việc này cái độc cổ tông này lão tổ không khỏi quá tham lam rõ ràng cho lên trung châu chủ kiến tới sở huyền nghĩ lại ngược lại cười khẽ lên người này lòng tham không đáy nặng cũng là cái chuyện tốt vừa vặn mượn hắn hành động đến xem thử vũ hóa thiên cung tình huống sở huyền di nhớ việc này nhưng không có quá mức để ở trong lòng mà là lại đen lực chú ý đặt ở cái hang động kia thế giới bởi vì tiêu hỏa lập tức liền muốn lấy được liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp lúc này đậu quật thế giới tiêu hỏa tại hai cái khỏe mạnh phụ hầu hạ phía dưới tắm rửa thay quần áo ăn xong điểm vâng phía sau liền trong nhà chờ bây giờ hắn mặc tơ tầm chế thành đỏ bên trong man kim quần áo loại này tơ tằm quần áo chất liệu khinh bạc đông ấm hải mát còn không có mùi vị khác thường so với phía trước hắn cái kia làm thô trùng áo ra áo tốt hơn nhiều nội tâm của tiêu hỏa kích động không thôi hôm nay tộc trưởng liền muốn dẫn bọn hắn những cái này mở ra trùng khiếu thiếu niên lắng nghe trùng tuệ lắng nghe trùng tuệ phía sau là hắn có thể đạt được liệt hoảng nghĩ bồi dưỡng pháp cũng nhận lấy một khỏa thuộc về mình liệt hoảng nghĩ chứng kiến như vậy hắn liền đem thu được chính mình đầu thứ hai yêu trùng bộ lạc lấy liệt hoảng nghĩ làm tên như thế liệt hoảng nghĩ bồi dưỡng pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất. Pháp này trải qua vô số trùng sư thực tiễn, đã sớm vô cùng hoàn thiện, hầu như không tồn tại sai lầm. Tất nhiên, liệt hỏa nghĩ trong bộ lạc loại trừ liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng ngoài vòng pháp luật, còn có cái khác yêu trùng bồi dưỡng pháp, tỷ như hắc bối du bồi dưỡng pháp, chính là một cái trong số đó. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiêu hỏa thánh tử có đây không? Ta là tộc trưởng bên người trần bằng. Tiêu hỏa đột nhiên đứng dậy, hương phần nói: Ta tại, ta đã chuẩn bị xong đã sống canh giữ ở bên người khỏe mạnh phụ lập tức mở ra cửa phòng một người trung niên lúc này chính giữa đứng ở ngoài phòng trông thấy tiêu hỏa bộ này hớn hở ra mặt bộ dáng không khỏi đến hơi hơi lắc đầu có thể thành đại sự ngươi sao lại tùy tiện đem tâm tình biểu lộ tại trên mặt nhưng hắn vẫn là cung kính không người dùng hết đối đãi bộ là thánh tử bản phận thánh tử xin theo ta đi thôi trần bằng trầm giọng nói ốt còn mời dẫn đường a tiêu hỏa gật đầu ra ngoài phía trước hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình Quần áo hai lớp bên trong, Liên là lấy mềm mại áo ra chưa lấy tấm kính mảnh vụn, như không phải tấm kính trên mảnh vụn hiện ra khai khiếu kinh, hắn sao có thể mở ra hai trùng khiếu, lại sao có thể trở thành bộ lạc thánh tử, hưởng thụ loại này đãi ngộ, hắn không dám đem việc này nói cho bất cứ người nào, đành phải xác mình chân tàng, sau một lát, tiêu hỏa đi tới bộ lạc đại điện, tòa đại điện này ngày bình thường cũng không mở ra, chỉ ở cử hành bộ lạc đại điện hay là cử hành lúc tế tự mới sẽ mở ra. Bây giờ, tộc trưởng Liệt Tu cùng một đám trưởng lão đều đã tại hàng thứ nhất ngồi xuống, Tiêu Hỏa đi tới đại điện phía sau, còn lại các thiếu niên cũng nhộn nhịp đến, những ngày trước kia bên trong xem thường Tiêu Hỏa thiếu niên, bây giờ đều sợ hãi rụt rè, không dám ngẩng đầu cùng Tiêu Hỏa đối diện, sợ để Tiêu Hỏa nhớ tới chuyện trước kia. Tiêu Hỏa trông thấy bọn hắn bộ dáng này, mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý, lúc trước các ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, bây giờ ta để các ngươi không với cao nổi, thánh tử, người bên này Trần Bằng dẫn Tiêu Hỏa đi tới hàng thứ hai ngồi xuống. Tiêu Hỏa nhìn về phía bên cạnh, chính là bộ lạc một vị khác thánh tử Liệt Dũng. Liệt Dũng sớm đã ngồi, hắn trông thấy Tiêu Hỏa ngồi xuống, không mặn không nhạt hướng hắn vật vật đầu, không có nhiều lời. Ầm ầm, đại điện cử chính đóng lại, tộc trưởng Liệt Tu vậy mới đứng dậy. Mời Liệt Hỏa nghĩ tự đồng, mấy cai cường tráng hắn tử lại lần nữa đem tự đồng khiên đi ra. Liệt Tu cười nói: "Các ngươi từng cái lên trước." Lắng nghe trùng tế a, hắn nhìn quanh một vòng, ai tới trước? các thiếu niên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không dám đứng dậy lê dũng nhìn một chút thần sắc kích động tiêu hỏa tiêu hỏa nếu không ngươi tới trước đi tiêu hỏa kích động nói ốt vậy liền ta tới trước nói xong hắn liền lập tức đứng dậy hướng tượng đồng đi đến lê dũng một mặt không nói ta chỉ là cùng ngươi khách sáo một câu mà thôi ngươi còn tưởng là thật bối cảnh của ta mạnh hơn ngươi thiên phú của ta so ngươi mãnh nói thế nào đều cái kia ta tới trước mới đúng tộc trưởng liệt tu nhị trưởng lão liệt phong ngũ trưởng lão liệt hắc đám người trông thấy tiêu hỏa bộ dáng này đều lộ ra khác biệt thần tình liệt phong liệt hắc cười lạnh một tiếng liệt tu có chút nhíu mày lắc đầu bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có quá để ý việc này cuối cùng vẫn là thiếu niên nhân tâm tính không thể trông chờ tiêu hỏa khéo đưa đầy khôn khéo nghe hiểu được liệt dũng ý ở ngoài lời giờ này khác này tiêu hỏa đã đi tới liệt hỏa nghĩ tự đồng phía trước hắn hướng liệt tu đám người thật sâu một cúi đầu vậy mới đưa bàn tay đặt ở tự đồng bên trên Liệt tu mỉm cười, tối thiểu nhất hài từ này rất hiểu lễ phép. Không phải sao. Tiêu hỏa đưa bàn tay đặt ở liệt hỏa nghĩ tượng đồng bên trên trong tích tắc. Một chút linh quang lập tức theo tự đồng bên trong hiện lên, dọc theo tiêu hỏa tay cầm, chăn vào trong đầu của hắn. Tiêu hỏa chỉ cảm thấy trong đầu vang lên côn trùng thanh âm huyên náo, tèn treo loại này âm thanh, đại lượng vân tự tràn vào, não nhân lập tức một trận đau nhói. Như vậy, liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp liền coi như là trọn vẹn quán thâu đến trong đầu tiêu hỏa. Sở huyền nhìn đến khẽ gật đầu, loại này trực tiếp lạc ấn tại trong đầu phương thức hiển nhiên so lật xem mảnh xương nổi lên càng nhanh ký ức đến cũng càng thêm khác sâu tu tiên giới cũng có loại thủ đoạn này nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng đó chính là dễ dàng tư duy sơ cứng tiêu hỏa đám người lấy được liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp đều bắt nguồn từ một vị dị bổng thiên phú tiền bối hẳn là cái kia hoàng kim trùng sư liệt đằng liệt đằng cảm ngộ không nhất định có thể đại biểu tất cả mọi người cảm ngộ có chút người vốn là có thể sinh ra đặc biệt cảm ngộ thậm chí khả năng để liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp đi ra một con đường khác tới liền rất có thể sẽ bởi vì loại này truyền thừa phương thức đen cái kia một chút cảm ngộ triệt để bóp chết trong trứng nước trở về thật tốt ngồi nghỉ ngơi đi liệt tu khoát khoát tay lập tức có hai cái khỏe mạnh phụ lên trước đỡ lấy tiêu hỏa tọa hồi nguyên vị tiêu hỏa sau khi trở về liệt dũng lập tức lên trước lắng nghe trùng tuệ tuy là đều gặp phải đồng dạng thống khổ nhưng liệt dũng ý chí hiển nhiên so tiêu hỏa càng thêm kiên định hắn cắn chặt sang liền kiên chỉ được theo sau càng là cự tuyệt khỏe mạnh phụ dìu đỡ chính mình một người đi trở về chỗ ngồi liệt tu quang tới tán dương tầm mắt không tệ tiếp xuống liệt giai liệt phi chở các thiếu niên thiếu nữ nhộn nhịp đi tới tượng đồng một bên lắng nghe trùng tệ như vậy một mực kéo dài đến thời gian chính họ mới tính coi như thôi liệt hỏa nghĩ chứng kiến đã chuẩn bị xong mỗi người tới nhận lấy một khỏa a liệt tu vỗ vỗ tay lập tức liền có ba vị khỏe mạnh phụ nâng lên ba cái vẽ lấy tinh mỹ hoa văn đại một cuộn đi tới trước mặt mọi người động quật thế giới quáng tài liệu rất nhiều vật liệu gỗ rất ít nguyên cấu vật liệu gỗ đặc biệt chân quý sử dụng loại này tạo hình tinh mỹ đại mộc cuộn tới lánh chịu liệt hỏa nghĩ chứng kiến đủ để nhìn ra bộ lạc đối với chuyện này coi trọng tiêu hỏa đám người lúc này đã theo trong đau đớn chậm lại hàn quét một vòng nơi này chừng 16 sáu khỏa chứng kiến mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay tòa thân màu đỏ tựa như còn tản ra hơi nóng sở huyền thói quen lấy thần thức liếp nhìn ta cái này chứng kiến không tầm thường trong lòng sở huyền khẽ nhúc nhít hắn phát hiện có một khỏa chứng kiến nội bộ đúng là óng ánh màu đỏ vàng cùng hắn chứng kiến hoàn toàn khác nhau hắn lập tức thôi động thần thức chấn động chư thiên kính mảnh vụn muốn nhắc nhiều tiêu hỏa lựa chọn cái kia chứng kiến tiêu hỏa cảm nhận được chư thiên kính mảnh vụn chấn động ngược lại trong lòng căng thẳng đột nhiên che ngực dùng sức đem nó đè lại liệt tu chú ý tới động tác của hắn ân cần nói Cái nào thân thể không thoải mái tiêu hỏa lắc đầu có chút vậy liền chọn lựa chứng kiến đi về nghỉ ngơi đi liệt tu cười cười lắng nghe trùng tuệ phía sau chính xác sẽ xuất hiện thân thể khó chịu tình huống ngủ nhiều ăn nhiều liền tốt được tiêu hỏa không có suy nghĩ nhiều tiện tay bắt được một khỏa chứng kiến xoay người rời đi về phần cái kia nội bộ màu đỏ vàng chứng kiến lại bị liệt dũng lấy mất sở huyền liếc mắt đụng tới một cái không hiểu chuyện ký chủ hắn lão ra này ta là thật khó làm cùng ngày ban đêm tiêu hỏa hào hứng liền bắt đầu bồi dưỡng liệt hoàng nghĩ chứng kiến bồi dưỡng pháp nói liệt hoàng nghĩ chứng kiến cần tại nhiệt độ cao hoàn cảnh phía dưới mới có thể nở vừa vặn trong bộ lạc đã đưa tới hỏa thạch ta hiện tại có thể bắt tay vào làm xây dựng một cái nở chậu đi ra nếu như không ra bất ngờ ba ngày liền có thể nở đến lúc đó còn đến để bọn hạ nhân mau chóng chuẩn bị mỗi ngày yêu trùng thức ăn tiêu hỏa lẩm bẩm liệt hoàng nghĩ bồi dưỡng pháp động tác ma lưu làm việc sở Nguyên thì nghe lấy hắn bức bức lải nhải trong đầu nhanh chóng hiện lên hoàn chỉnh liệt hoàng nghĩ bồi dưỡng pháp một hồi lâu hắn mới liên tục cật đầu không tệ không tệ cái này liệt hoàng nghĩ bồi dưỡng pháp chính xác có mấy phần tinh diệu Thông qua pháp này có thể đem liệt hoàng nhĩ theo nghĩ họng nơi đó độc lập đi ra, có được chính mình độc lập tư duy, còn có cái này thực đơn, đặc biệt có giá trị tham khảo. Trong đầu sở huyền linh quang lóe lên, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ có thể dùng hỏa phong tới thí nghiệm một phen kiến cùng ong mật, có có chút tư tự bộ tộc kết cấu, đã liệt hoàng nhĩ bộ là có thể sử dụng loại này bồi dưỡng pháp bồi dưỡng liệt hoàng nhĩ, như thế hắn cũng có thể dùng loại này bồi dưỡng pháp tới bồi dưỡng hỏa phong hải lam tinh sở huyền tâm niệm vừa động. Liên để phong hộng đưa tới một khỏa hỏa phong mãn hắn theo trong túi chữ vật tìm ra một chút hỏa thuộc tính linh vật như hỏa tinh tùy khói hồng thảo chờ bọn chúng chỗ tương đồng chính là có thể ở chung quanh tạo thành một cái đối lập nhiệt độ cao hoàn cảnh bất quá sở huyên biết rõ hỏa phong ngãn chỉ là nhất truyền cổ nguyên cơ hắn chọn lựa chỉ là trúc cơ linh vật nếu là nhiệt độ quá cao rất có thể trong khoảnh khắc liền đem hỏa phong nãn thiêu hủy về phần thực đơn động quật thế giới vật liệu ta chỗ này tự nhiên không có nhưng có thể thông qua dược tính dược lý tới lẫn nhau thay thế. Tìm nhật thực toàn phân phủ cũng không khó, Sở Huyền lộ ra vẻ hưng phấn, đậu quật này thế giới, quả nhiên không có tới sai, chỉ tiếp điểm xuất phát quá thấp, nếu là trực tiếp bị cỡ lớn bộ lạc thậm chí bộ nước cao tầng nhạt được, ta lập tức liền có thể thu được đến đại lượng yêu trùng bồi dưỡng pháp, nói không chắc còn có thể điều khiển cả một cái bộ nước trùng sư các thiên tài, làm huyết cương ti, huyết phong phía sau bọn chúng lượng thân định chế bồi dưỡng pháp, Sở Huyền không khỏi đến lắc đầu, điểm xuất phát thấp cũng không sao, dù sao vẫn có thể bù đắp nếu là ký chủ không cố gắng hắn lão già này ta liền cố gắng một chút trực tiếp đổi ký chủ chỉ cần văn lớn một ngày có thể đổi hai hắc sát phong sở huyền đi ra phòng tu luyện như có điều suy nghĩ ta cần một cái người tin cẩn thứ nhất là thu thập tình báo cùng vạn hồn nơi đó cung cấp tình báo lẫn nhau bằng chứng bảo đảm vạn hồn sẽ không phản bội ta thứ hai là thu thập vật liệu hòa phong bồi dưỡng pháp cần thiết vật liệu rất nhiều ta không có khả năng lãng phí thời gian đi sưu tập loại việc này càng không thể tùy tiện giao cho người khác. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến vạn vô ảnh. So sánh trong vạn hồn tông người khác, hắn hiển nhiên càng tin từng bị vạn vô ảnh. Huống chi, vạn vô ảnh bây giờ bị vạn hồn khống chế, mất hết can đảm. Chính mình như xuất thủ kéo hắn một cái, nhất định bị hắn cả đời gì khác. Nghĩ tới đây, sở huyền lập tức cho vạn hồn truyền âm, để hắn đem vạn vô ảnh đưa đến hắc sát phong tới. Vạn hồn lúc này ngay tại bên ngoài. Nghe được sở huyền truyền âm, lập tức gật đầu nói phải, nhưng vẫn là hỏi một câu, chủ nhân, có phải hay không vạn ảnh trêu chọc mài, ngươi là muốn giết hắn ư, hắn hiện tại ngay tại bên cạnh ta, không bằng ta trực tiếp giết hắn. Đem thi thể đưa qua, sở huyền, ta muốn sống, ngươi cũng một đạo tới, đúng đúng đúng, vạn hồn không dám nghịch lại, đang lúc hoàng hôn. Vạn hồn liền mang theo vạn vô ảnh đi tới hắc sát phong, sở huyền lại một lần nữa nhìn thấy vạn vô ảnh, bây giờ vạn vô ảnh, so với ngày trước, càng lộ vẻ đến khô gầy rất nhiều lần đầu tại vạn hồn tông tàng bảo các gặp nhau thời gian đáy mắt của hắn vốn trùng kích nguyên anh đại đạo tâm khí nhưng bây giờ đã ảm đạm vô quang mỏi mệt không thôi hiển nhiên là chịu đủ bị người túc dục thời gian lâm sư đệ vạn vô ảnh hướng sở huyền chắp tay hắn nghi ngờ nhìn về phía vạn hồn dường như tại hỏi vì sao đem hắn đưa đến hắc sát phong tới vạn hồn lại không có để ý tới hắn mà là hướng về sở huyền chắp tay chủ nhân ta đem hắn mang đến muốn chém giết muốn dốc thịt đều ngay ngày. sở huyền răng lợi chua chua ta tại trong lòng ngươi liền là loại kia có thù tất báo người sao vạn vô ảnh nghe xong lời này ngươi choáng vá ta làm cái gì ta liền muốn giết muốn dốc thịt các loại ngươi gọi hắn cái gì chủ nhân vạn vô ảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên lần nữa nhìn lâm phàng vài lần như là lần đầu tiên nhận thức cái này kim đan sơ kỳ tiểu sư đệ sơ huyền bình tĩnh nói tán đi trong thần hồn của hắn cấm chế vạn hồn sửng sốt một chút nhưng vẫn là theo khiến làm việc sau một lát vạn vô ảnh lập tức cảm giác đè ở thân hồn chỗ sâu đại sơn trong khoảnh khắc biến mất Loại kia một thân nhẹ nhõm cảm giác cơ hồ khiến người muốn khóc ra thành tiếng. Ngươi đi làm chuyện của mình a. À? Sở Huyền khoát khoát tay. Nực, thuộc hạ cáo lui. Vạn Hồn khom người rời đi. Trong bụng của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Đối phương dù sao cũng là có thể để kim chiêu. Lăng túc, La Hoa trở thành danh đã lâu tu sĩ chính đạo trong vòng một đêm biến mất mãnh nhân a. À? Vạn Hồn sau khi đi, Vạn vô ảnh trực tiếp một chân quỳ xuống, cung kính nói: đa tạ tiền bối viện thủ ta không thể báo đáp, miệng làm tiền bối thúc giục. mau chảy đầu rơi, không thể chối từ. Sở Huyền cười cười, Vạn Vô Ảnh quả nhiên là người thông minh, hắn cũng thích cùng người thông minh ở chung, không uổng phí đầu óc. Bất quá, hắn cũng không tính hướng Vạn Vô Ảnh nói rõ chính mình chân chính thân phận, sư hồn thuật thứ này, ma đạo có, chính đạo cũng có. Vạn nhất Vạn Vô Ảnh bị người ta tóm lấy, sư hồn đoạt phách, thân phận của mình liên chết để lộ rõ, hắn tốc bộ tiến triển như vậy mạnh mẽ, tất nhiên sẽ gây nên họa nhân cảnh giác từ đó rước lấy phiền toái ta cần phải có người làm ta làm việc bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đem sự tình làm được tốt ngươi muốn ta đều có thể ban cho ngươi bao gồm nguyên anh linh vật sở huyền đình tĩnh nói hắn lúc trước đấy không ít nguyên anh linh vật sử dụng hết còn có dư thừa vừa vặn có thể đem ra cho vạn vô ảnh bánh vẽ nói loái hắn thò tay vỗ một cái lòng bàn tay liền xuất hiện một mai phá linh chùi cái này phá linh chùi tại vạn vô ảnh trước mặt cô quơ lại thu về vạn vô ảnh thấy thế đại hỷ lập tức cùng kính nói thuộc hạ nguyện làm tình bối thúc dục tuổi thọ của hắn còn thừa không nhiều hy vọng duy nhất liền là đặt chân nguyên anh đại đạo vốn cho rằng chính mình cả đời vô vọng không nghĩ tới trước mắt vị tiền bối này đầu tiên là giúp hắn phá vỡ vạn hồn cấm chế lại ưng thuận nguyên anh linh vật lời hứa cái này khiến hắn đã ảm đạm đi xuống nội tâm đột nhiên dấy lên hy vọng chi hỏa sở huyền bình tĩnh nói ta muốn ngươi thử cách một đoạn thời gian liền hướng ta báo cáo bác hàn tình huống hắn đánh ra một mai thần thức ngọc giản bên cạnh đó ngươi rút sạch thay ta thu thập những tài liệu này vạn vô ảnh nhận lấy ngọc giản, cung kính nói thục hạ nhất định làm được sở huyền lại bắn ra một khỏa trứng trùng nuốt vào vật này a à. đây chỉ là tất yếu thủ đoạn vạn vô ảnh đã sớm đoán được có một màn này hắn cũng không ngoài ý muốn không chút do dự liền đem nó nuốt vào sở huyền mỉm cười vạn vô ảnh ta tin tưởng ngươi đi a vạn vô ảnh quay người rời đi bay ra một hồi lâu hắn đột nhiên tỉnh mộ lại vạn vô ảnh hắn tiến vào vạn hồn tông rõ ràng dùng chính là vạn ảnh giả danh người này lại biết tên thật của hắn người này người này nhận thức ta vạn vô ảnh kinh ngạc vô cùng nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không được chính mình khi nào nhận thức một vị nguyên anh đại tu hơi hắn tất nhiên có chút cố kỵ không nguyện cùng ta nhận nhau ta thay hắn làm việc là được chỉ cần có thể đạt được nguyên anh linh vật vạn vô ảnh ngửa mặt lên trời thét dài đáy lòng có giải thoát chi ý giờ huyền nhìn vạn vô ảnh bóng lương rời đi sắc mặt giếng cổ không gợn sóng vạn vô ảnh là sư tôn của hắn sư huynh bây giờ thành bị hắn lấy ẩn thông khống chế thủ hạ nhưng nếu một lần nữa hắn y nguyên sẽ làm như vậy hắn không thể gửi hy vọng ở nội tâm vạn vô ảnh trung thành đối ma đạo tu sĩ tới nói trung thành bất quá là mỹ diệu nói dối chỉ cần lợi ích cho đủ thế gian không một người không thể phản bội bao gồm chính mình tiếp tục tu luyện đi sở luyện lắc người một cái trở lại trùng kiến phía sau trong phòng tu luyện tâm thần cấu kết chư thiên kính trong chớp mắt liền đi tới hải lam tinh băng hồn đại trận còn chưa hoàn toàn thành hình băng phách sản lượng tới bây giờ còn khá thấp dù cho hắn đầy đủ địa phẩm băng linh căn cùng băng hồn lên thể tu luyện huyền thiên băng phách thần quyền tốc độ cũng không quá nhanh đương nhiên cùng bình thường nguyên anh tu sĩ so sánh đã coi như là nhanh đến kinh người bất quá nhờ vào linh năng khối lập phương vi minh ngạc huyết nhục cung ứng thủy chung đầy đủ sở huyền luyện thể cảnh giới ngược lại phi tốc trở lên bây giờ đã đến luyện thể 34 nặng bình phong hắn xen trường cố gắng nữa ăn chút thịt nhiều nhất thời gian 5 năm hắn là có thể bước vào luyện thể 35 nặng, Hải Lam Tinh, 5 năm phía sau. Sở Huyền luyện thể cảnh dưới nước chảy thành sông bước vào 35 nặng, tại trên Hải Lam Tinh này, hắn tiện tay một quyền, liền có thể chế tạo một trang cỡ nhỏ địa chấn, đánh nát vào núi. Bất quá. Bước vào luyện thể 35 trọng chi phía sau, Sở Huyền phát hiện một cái vấn đề nhỏ, bây giờ, vi minh ngạc huyết nhục đối với hắn hiệu quả, không thể nói là làm ít công to a, à, chỉ ít cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây chính là cổ thú huyết nhục ăn lấy ăn lấy rõ ràng cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Sở Huyền không khỏi đến nâng chán, hắn còn tưởng rằng Vi Minh Lạc huyết nhục có thể một đường ăn vào luyện thể tầng 40 đây. Chẳng trách luyện thể sĩ Lạc Hậu, liên loại này của ăn không ngừng thao thiết bộ dáng, cái nào tông môn chịu được, Ngư dưỡng một cái luyện thể sĩ bảo dược, dùng tới nuôi dưỡng 10 cái luyện khí sĩ cũng đủ. Đáng tiếc ban đầu ở vực ngoại chiến trường không có thể bắt mấy cái thương u chuẩn trở về, tương u chuẩn thực lực mạnh hơn Vi Minh Ngạc, tất nhiên là càng thêm lợi hại cổ thú, nó huyết nhục nhất định ẩn chứa càng nhiều sinh cơ năng lượng sở huyền vuốt vuốt thái dương huyệt thu hoạch chất lượng cao thịt lửa xém lông mày dù cho chỉ có một khối nhỏ cũng được hắn hoàn toàn có thể dùng linh năng khối lập phương đem nó thúc liên tục không ngừng cung cấp thịt sau đó muốn lưu tâm chân quý yêu thú chuyện này liền giao cho vạn hồn cùng vạn vô ảnh đi làm ta cũng không tin cái này to như vậy bác hàn liền không có ta cần yêu thú sở huyền hừ lạnh một tiếng thoáng trước mắt tương huyền thời gian liền đi qua ba năm sự thật chứng minh bắc hàn còn thật mẹ nó không có sở huyền cân thịt yêu thú vạn hồn cùng vạn vô ảnh tại trong ba năm này làm việc ngược lại cân cù chăm chỉ làm hắn đưa tới không ít ẩn chứa cường đại sinh cơ thịt yêu thú chỉ bất quá sở huyền nắm bắt tới tay chỉ là nhìn một chút huyền biết bọn chúng trọn vẹn không thể cùng vi minh ngạc đánh đồng nếu như thế thì càng không cách nào đạt tới hắn yêu cầu khó mà đẩy tới luyện thể cảnh giới tăng trưởng dứt khoát hồn tinh thời gian đã qua 30 năm bao hồn đại trận đã tích lũy thời gian trăm năm hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi trong băng hồn đại trận hết thảy quỷ hồn thể nội đều sẽ xuất hiện băng phách tinh đẳng cấp càng cao băng phách tinh càng lớn như vậy sở huyền tu luyện huyền thiên băng phách thần quyền tốc độ cũng liền có thể tiếp tục tăng nhanh may mắn ta là luyện khí luyện thể kề vai sát cánh luyện thể nhận hạn chế liền chuyển hướng luyện khí như vậy thực lực vẫn luôn tại vững bước tăng tiến sẽ không giống người khác đồng dạng kẹt ở một cái nào đó cảnh giới hồi lâu thực lực thủy chung khó tăng sở huyền nhìn trước mắt nguyên một sỏ phát ra hàn khí âm u băng phách tinh hai lòng ngật vật đầu hắn xem chừng nếu đen trước mắt những băng phách tinh này trọn vẹn luyện hóa túc chừng thời gian 12 năm chính mình hẳn là có thể đem huyền thiên băng phách thần quyền tu luyện tới tầng thứ 5, bản thân luyện khí cảnh giới liền có thể đạt tới nguyên anh tầng 5. bất quá ổn định lại tâm thần tu luyện phía trước sở huyền vẫn là đi trước quay trở về thương huyền tinh dự định thông qua vạn hồn cùng vạn vô ảnh hai người truyền âm xem xét bắc hàn tình hình gần đây chỉ bất quá hắn mới dự định xem xét truyền âm vạn hồn liền đích thân tới cửa vạn hồn vẻ mặt tươi cười chủ nhân độc cổ tông không còn ta vạn hồn tông cùng thi âm tông phân ra độc cổ tông bảo vật ta đặc biệt dẫn để dâng cho ngài sở huyền nghe vậy không khỏi đến lông mày nhướng lên độc cổ tông không còn thật nhanh tạ thấy vạn hồn dâng lên một cái túi đựng đồ lập tức gần tới thời điểm tình huống từng cái nói tới quả nhiên cái kia độc cổ tông nguyên anh lão tổ quan thống thực tế lòng tham không đáy quá nặng người này sớm liền lên chiếm đoạt trung châu đất đai tâm từ mới bắt đầu chiếm đoạt một lượng thành địa phương vũ hóa thiên cung không phản ứng chút nào càng làm cho quan thống ăn vào ích lợi nhưng mà ngay tại quan thống lần nữa động thủ dự định một hơi nuốt vào nam thành địa phương thời gian vũ hóa thiên cung người tới hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ lôi đình xuất thủ quan thống át chủ bài ra hết cũng không thể chạy thoát nói lục thân bị đánh nổ nguyên anh cũng bị chôn vùi đường đường nguyên anh tu sĩ liên dễ dàng như vậy thân tử đạo tiêu đầu cổ tông cùng vạn hồn tông đồng dạ chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ không giống thi âm tông cái kia còn có nguyên anh tu sĩ tại vực ngoại chiến trường lịch luyện bởi thế quan thống một cái chết độc cổ tông lập tức chỉ còn trên danh nghĩa địa bàn tu sĩ bảo vật đều nhanh chóng bị thi âm tông cùng vạn hồn tông tiếp thu vạn hồn không dám thất lễ đến đầu vật liền lập tức đưa đến sở huyền nơi này tới sợ bị sở huyền trách cứ nói hắn tư tàng bảo vật sở huyền đối vạn hồn động tác rất là vừa ý độc cổ tông chuyên tâm độc thuật cùng cổ trùng chi đạo độc cổ tông hủy diệt truyền thừa cùng bảo vật dẫn ra ngoài biến tướng cho hắn thăng cấp độc thuật cùng cổ trùng cơ hội vạn hồn cung kính nói chủ nhân tỉ mỉ xem xét ta đi trước sở huyền gật đầu đi à hắn lập tức quay trở về hải lam tinh mở ra cái này túi chữa vật tỉ mỉ xem xét lên đầu độc nguyên thanh mục nát anh hương không chế tâm thần thi thần tang còn có cái này đồng bộ nguyên anh ký công pháp bạch ngọc tích độc công tránh được miễn cho người khác hạ độc thời gian chính mình trúng độc quá xấu rồi ta thích sở huyền vừa ý vật đầu lại bắt đầu xem xét cùng cổ trùng tương quan đồ vật những cổ trùng này công pháp đều không được tốt lắm không để cho trước mắt ta sáng lên đồ vật nguyên lai liền quan thống chính mình tu luyện cổ trùng công pháp cũng còn chỉ là kim đan kỳ bất qua. do này sơn cương tử tinh huyết ngược lại thật là làm cho ta có chút bất ngờ sở huyền lấy ra một khỏa hồ phách tỉ mỉ quan sát hồ phách bên trong bất ngờ có một giọt sao máu màu sáng đây cũng là sơn cương tử tinh huyết sơn cương tử là thôn kim huyết mẫu cường đại hậu một trong mà thôn kim huyết mẫu thì là một loại thượng cổ dị trùng nghe nói nó thân dài chừng ngàn trượng trên mình rũ xuống vô số xúc tu những cái này xúc tu sẽ ở trên mặt đất săn mồi những nơi đi qua hết thảy khoáng kim loại vật đều sẽ bị ăn đến sạch sẽ sở huyền trước hết nhất bồi dưỡng huyết cương ti là thôn kim huyết mẫu hậu dệ hậu dệ hậu dệ thể nội thôn kim huyết mẫu huyết mạch đã mỏng manh đến cùng sợi tóc tình trạng nếu không có cường đại huyết mạch trợ giúp rất khó phản tổ lúc trước huyết cương ti chính là ăn một loại cường đại cổ trùng tinh huyết mới tăng lên tới nhị truyền cổ cấp độ, hạn mức cao nhất còn thu được trình độ nhất định tăng cao. Sau đó, bởi vì sở huyền thăng cấp nguyên anh tu sĩ nguyên nhân, huyết cương tỳ, huyết phong phía sau bởi vì đều là bản mệnh cổ trùng, nguyên cớ lại thu được một lần tăng lên, đều đặt tới nhị truyền hậu kỳ. Bây giờ như lại đem cái này sơn cương tử tinh huyết cũng cùng nhau ăn. Huyết cương ti nhất định vững vàng bước vào tam truyền cổ hàng ngũ, hơn nữa hạn mức cao nhất cũng sẽ thêm một bước tăng cao. Cũng liền là tương đương với kim đan tu sĩ. Cương ti, đi ra a cái này tinh huyết về ngươi sở huyền tâm niệm vừa động lòng bàn tay bị mô nứt ra cương ti liền chui ra nó nhìn cái kia hồ phách vô cùng khát vọng sở huyền tiện tay về lại Bót nát hổ phách cương ti lập tức nhào tới mút vào giọt kia tinh huyết nó lập tức chui trở về huyết trùng nang sở huyền nội thị huyết trùng nang phát hiện cương ti quả nhân đã trải qua bắt đầu kết kén chờ canh màu pha toái nó liền sẽ phản tổ làm sơn cương tử thật tốt bước vào tam truyền cổ hàng ngũ ta cũng nên tu luyện sở huyền ngồi xếp bằng xuống luyện hóa băng phách tinh tăng cường bản thân vũ hoa thiên cung xuất thủ dạy dỗ bắc hàn đầu cổ tông tương lai cũng tất nhiên sẽ xuất thủ đối phó tây châu đông châu nam hoang những cái kia không nghe lời tông môn bây giờ khoảng thời gian này hẳn là biết là một đoạn khó được hòa bình thời điểm vừa vận thừa dịp hiện tại hành mọn trưởng thành thương huyền trung châu vũ hoa thiên cung hai đạo thân ảnh thừa dịp bóng đêm rời đi vũ hóa đảo thẳng đến bắc hàn mà đi một người làm trung niên tu sĩ chính là ngụy tập một người khác thì là cái hơi có vẻ vẻ gian ngu mỹ phụ nhân ngụy tập không có ý ngừng chân quay đầu bước đi phụ nhân lại đứng ở trong mây trông về phía xa một chút vũ hóa đảo trong mắt tràn đầy lưu niệm nàng thấp giọng nói ngụy trưởng lão chúng ta lần này đi như là lại khó trở về ngụy tập nhàn nhạt nói như lại không đi liên sẽ bị triệu khải bọn hắn động thủ cầm tù thậm chí khả năng là ám sát ta được đến tin tức triệu khải đã theo tây châu nam hoang mời hai tên nguyên anh tu sĩ tới chính là vì phản chế chúng ta ngươi nguyện ý lưu lại ngươi liền lưu, ngược lại ta không lưu. Phụ nhân không khỏi đến cười khổ, nàng tên là Lưu Nhược Thủy, là Vũ Hóa Thiên Cung nguyên anh tu sĩ một trong. Bất quá, nàng cùng Triệu Khải chờ trung thành phái khác biệt, Triệu Khải là Vũ Linh chân nhân đại đệ tử, là Vũ Hóa Thiên Cung từ nhỏ bồi dưỡng lên nguyên anh tu sĩ, mà nàng cùng ngụy tập thì đều là bước vào nguyên anh đại đạo phía sau, mới bị Vũ Hóa Thiên Cung chỗ mời chào. Lưu Nhược Thủy lại hỏi, người trưởng lão vì sao muốn đi Bắc Hàn đây? Đông Châu bây giờ chưa thống nhất, chúng ta như tiến về Đông Châu cũng có thể giữ được tính mạng. Ngụy Tập cười lại, giữ được tính mạng chưa đủ. Triệu Khải bọn hắn là như thế nào làm nhục chúng ta? Ngươi quên, liền bởi vì bọn hắn nắm giữ Vũ Hóa Thiên Cung quyền hành, liền bởi vì bọn hắn người nhiều. Ta muốn giết trở về, ta muốn tự tay làm thịt Triệu Khải. Đáy mắt của hắn hiện lên một chút tàn nhẫn. Triệu Khải nắm hết quyền hành phía sau, làm không ít ra loại trừ bọn hắn những cái này nguyên anh tu sĩ sự tình.